Thì hôm nay bên shop về thêm cho bác đó là cái ghế inox này. Ghế inox, ghế này thì giá bình dân thôi. Ghế này thì em báo giá luôn. Đang bán bác là 50k nhá, 50k lên mã em sẽ là sản phẩm là cái ghế inox nhá. Ghế inox dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp các bác nhá. Dạng thấp thôi, nó không phải dạng cao đâu. Dạng thấp view các bác hay ngồi nấu ăn nhà bếp này, ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, ngồi làm hàng làm quán nữa này. Ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. Nó chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Nhưng mà chất liệu toàn bộ bằng inox nhá, nên là các bác xài yên tâm là nó rất là bền. Đấy. Này, hàn nữa các thứ này, rất chắc chắn luôn. Có phần khung chéo này, cái xương chéo này các bác yên tâm ngồi nó rất là chắc. Đấy. Và cái phần mặt ghế này rất là to. Bình thường là các bác mua những cái ghế nó rất là nhỏ ấy. Nhưng con này mặt ghế rất to, mặt ghế nó gần 30 cơ. Đấy, mặt ghế của nó là 25 rồi này. 25 này, đặc biệt là bác nào mông to tí ngồi nó thoải mái, nó bìa ra được. Đôi khi các bác ngồi những con ghế bé ngồi nó bị cấn ghế nhá. Đấy, chân này có phần bọc cao su giữ chống chân trượt ok luôn. Đấy, chiều cao của nó em đo luôn nhé, chiều cao nó rơi thấp thôi, chiều cao nó khoảng tầm là đi có là chiều cao là khoảng tầm 12 nhá, 12 cm. Đấy, chiều cao khoảng tầm 12 cm, nói chung là dạng ghế vừa vừa. Đấy, đặc biệt cho các bác ở nhà hay ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, đấy, ngồi ăn cơm nước này, đấy, ngồi làm việc những cái việc lặt vặt là ok. Đấy, sử dụng nhà một hai cái, nói chung nhà nào cũng nên có một hai cái nha, đôi khi rất là cần đó. Rồi ví dụ như là mình ngồi bếp nấu bếp các thứ sử dụng ok luôn, rất chắc chắn luôn nhá, hàng cực kỳ chắc chắn đây. Bình thường là các bác hay mua những cái con ghế nhựa này, như nhà em mua ghế nhựa, của Việt Nhật này, nhưng mà cũng không thua ạ. Về cũng chỉ được một thời gian cái là nó bục hết cái đít này, các bạn nhìn này nó vỡ hết đít luôn, ngồi lâu nó bị vỡ hết đít. Đấy thì các bác về dòng này yên tâm đi, ngồi em bảo hành bác luôn, vì ở đây nó làm cái sống là nó sẽ đệm giữa đây luôn, nên là nó ngồi nó rất là chắc, ngồi rất là chắc, nó bị bục hay nó bị võng luôn nhá, ngồi cực kỳ ok luôn. Giá nó bình dân, nó chỉ có 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm cái ghế inox dạng thấp nhá, ghế inox dạng thấp đó, 4 chân, giá sẽ là 50k cho một chiếc ghế inox dạng thấp nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao sưu tầm SA78 này. Đấy, con này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, giá thì cũng hạt rẻ bình dân thôi. Đó, hơn 200.000 một cây thôi nhá. Đây, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Hàng mới keng beng nha. Hàng con này của Columbia nhá, Columbia. Columbia này, USA nhá. Mã của dao của nó sẽ là mã dao SA78. Về các bác mua dùng để mình sưu tầm, mua để bày lên trang trí này, rồi các bác hay đi rừng đi phượt này. Đấy, đi rừng đi núi các bác xài này cho em rất chắc chắn luôn. Đấy, hàng của nó sẽ hàng liền thân nhá, tay cầm có ốp gỗ 2 đinh 8 đồng luôn này, vân gỗ lên cực kỳ đẹp nhá. Đấy, có bo chuôi các thứ đầy đủ luôn. Đấy, nhìn rất chất lượng nhá. Mã dao sẽ là mã dao SA78 nhá, phần sống dao rất là dày. Đấy, các bác có thể chặt này, thái thứ cho em ok luôn, cực kỳ ok. Đó, đi kèm này sẽ có là một cái bao đựng này nhá, một cái bao đựng này để ví dụ như là mình các bác có đeo vào cái phần hông thắt lưng ấy, thì các bác xỏ cái dây hông vào cái lỗ này. Đấy, cái dây thắt lưng vào cái lỗ này các bác đeo vào hông này. Đấy, rất ok. Lúc nào dùng thì mình rút ra, không dùng các bác bỏ vào cái bao này cho em. Đấy, vừa bảo vệ tránh bị va chạm khỏi lưỡi, phần lưỡi dao, đầu dao. Đấy, cũng như là bảo vệ phần lưỡi em nhá, bảo vệ chính bản thân các bác luôn. Giá thì hiện tại em đang bán cả bộ như này là cả cây cả vỏ này. Giá sẽ là giá của nó sẽ là 250.000 một cây nhá, 250.000 một cây luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao dao SA78 này. Đấy, dao sưu tầm SA78 này. Giá sẽ là 250.000 một cây. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, giá rất tốt nha. 250.000 một cây dao sưu tầm SA78, bao ship tận nhà. Đi kèm cho bác là cả một cái vỏ bọc luôn nhá. Đấy, cả một cái vỏ bao đựng luôn. Đó là full bộ nha, là cả vỏ bao cả bọc, là cả dao là 250.000 một cây nhá. Đấy, các bác cùng ngắm lại này. Cầm rất vừa tay luôn. Đấy, cầm rất vừa tay, cầm nặng trịch luôn nhá. Đó. 250.000 một cây thôi. Mã dao sưu tầm SA78 nhá. 250.000 một cây, bao ship tận nhà luôn. Nhiều bác hỏi là cái con lưỡi này có sắc không, thì cam kết bác là cực kỳ sắc luôn. Con này thì cực kỳ ngọt ngào, lưỡi sắc lắm, lưỡi cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, các bác mua về chặt thái ok luôn nhá. Tiếp theo thì đây. Về thêm cho bác đó là cái lô thiếc hàn này. Nhiều bác nhựa thông ấy, xin lỗi bác là nhựa thông, nhiều bác hỏi nhựa thông có không thì đây. Về cái dạng hũ nhỏ nhỏ thôi để về các bác xài. Nhiều bác là kiểu dùng gia đình. Đấy, dùng mua nhiều quá đôi khi là người ta không bán, mua ít quá đôi khi không bán, mà mua nhiều thì dùng không hết. Đấy, thì đây về cái mã này nó rất là vừa vừa này. Đấy, để về các bác dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng ít con này cũng ok. Đấy, nói chung là một cái hũ này dùng cũng thoải mái rồi, khá là nhiều mà nhá, khá là nhiều luôn. Đấy, một hũ nhựa thông này thì hiện tại em đang có giá là 10.000 một hũ nhá. Lên mã thì em sẽ là cái nhựa thông nhá, đang ở bác là 10k nhá, 10k cho một cái cục nhựa thông nhỏ nhỏ này, 10k một cục nhá. Đấy, 10.000.
một cục nhựa thông nhá, 10k một cục nhựa thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó cái cây nhíp kẹp này, cái cây nhíp kẹp, cái cây này cũng rất là hay. Đấy, cũng chuyên dùng cho anh em thợ thuyền. Anh em thợ linh kiện nó thứ rồi, sửa chữa. Đấy. Đồ nghề sửa chữa nên có những cái cây nhíp này rất là hay. Cái đầu của nó rất là hay, là cái đầu của nó làm rất là nhọn này. Đấy, để ví dụ như những cái chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như này này. Đấy, những con linh kiện nhỏ tí này các bác vẫn có thể gắp được này. Đấy, hoặc các bác con này các bác thậm chí các bác có thể gắp được cả một cái sợi tóc nhỏ tí luôn. Đấy, sợi lông sợi tóc nhỏ tí cũng vẫn được gắp luôn này. Đây này. Đó, có dùng để các bác gắp nhá. Đấy, giá rất là bình dân thôi, chỉ có là đi 15 ngàn một cây nhá, 15k một cây. Đấy, 15k một cây rất là nhỏ đây này. Các bác nhìn này, đấy gắp nó nhỏ tí nhá, vẫn có thể gắp được này. Vì cái phần đầu nó làm rất là nhọn. Đấy, các bác nhìn nhá, phần đầu làm rất là nhọn luôn. Nên là nó rất là dễ dàng gắp những cái dạng chi tiết nhỏ nhỏ này này. Đấy. Cái này nhiều bác em hay bán về để các bác hay nhặt cái lông yến ở tổ nhá, lông yến ở tổ. Đó, hàng Vetus này. Cực kỳ xịn luôn nhá. Đó, giá đi bình dân chỉ có 15 ngàn thôi. Lên mã em sẽ là cái cây nhíp kẹp nhá, cây nhíp kẹp. Cây nhíp kẹp thì đang có giá là đi nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này đang có giá là đi 15k một cây nhá, 15k. Đấy, 15k một cái cây nhíp kẹp này nhá, 15k một cây. Các bác chuyên để các bác kẹp những cái chi tiết rất là nhỏ luôn. Đấy, dạng nhỏ xíu xíu ấy, các bác dùng cây này cho 15k một cây. Cái đầu nó rất là nhọn nên là các bác kẹp nó rất là dễ. Đó, 15k một cây nhíp kẹp không nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà nó là cái dòng pin pin dùng cho điều khiển remote này, hoặc là ví dụ như điều khiển cửa cuốn này, các bác xài con pin này cho. Đấy, pin của nó thì cái mã của nó sẽ là pin 23V 12A nhá, 23V 12A. Đấy. Dù các bác hay dùng những cái bộ điều khiển từ xa ấy, remote ấy, là các bác hay dùng cái pin này này. Đấy, rồi là đặc biệt là nhiều bác hay mua cái bộ remote này em ấy, về thì nhiều bác cứ bảo là nó hết pin rồi, không có pin thay, thì đây. Nay em về cho bác cái mã này để về các bác mua về các bác thay này, thay trực tiếp vào cái remote điều khiển từ xa của nhà bác để các bác xài nhá. Đấy, nhiều khi hết pin vì cái pin này rất là khó mua ấy. Pin này mấy anh em gọi là ôm lô thanh lý ít hàng công ty nó tuồn ra thì mới có những cái mã như này thôi. Đấy, pin 23A 12V nhá. Đấy, chuyên để các bác lắp ở remote điều khiển, hoặc các bác lắp ở ví dụ như là cái remote điều khiển cửa cuốn ấy, nó hay dùng cái pin này này. Đó, về các bác xài. Nói chung là cái mã pin nó rất là dị nhá. Pin 23A 12V. Đó. Giá thì hiện tại em đang bán một viên này chỉ có 10.000 thôi, 10.000 viên nhá. Lên mã cho em sẽ là cái pin 23A 12V. Đó, 23 12V. Đang gửi bác một cái viên pin này là 10.000 một viên, 10k nhá, chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. 10k nhá, pin 23 12V nhá, 10k một viên nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái giá đỡ bát sen này, cái giá đỡ bát sen để về các bác nhà mà các bác hay đang hỏng cái bát sen, đang hỏng cái giá đỡ bát sen ấy. Ở nhà này các bác mua cho em cái này về các bác thay. Cái hay của cái sản phẩm này là các bác không cần phải đục đẽo gì, về các bác chỉ việc bóc cho em cái lớp bảo vệ băng dính bên trong này. Đấy, các bác bóc cho em cái lớp này ra. Đấy, các bác bóc vào như này. Bóc cho em cái lớp bảo vệ này ra, sau đó các bác dính trực tiếp vào lên tường nhá, dính trực tiếp lên tường rồi là lên gạch men đá hoa thứ là rất chắc chắn luôn. Đấy. Về các bác sử dụng mình treo bát sen là thứ lên, nó đẹp sang trọng nhá. Giá anh em đang bán một cái giá đỡ bát sen này, lên mã em sẽ là cái sản phẩm một cái giá đỡ bát sen. Giá đỡ bát sen nhá. Giá đỡ bát sen này đang có giá là đi 30k một chiếc nhá, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Đây em quay trực tiếp cái anh em đang xài đây, nó cực kỳ là chắc luôn mà rất là lâu, rất là bền rồi, em xài nó còn tầm gần 2 năm này, rất là bền đó và rất là hay. Về các bác đỡ phải khoan đục nhiều lần, về chỉ việc dán ra, bóc ra, dán trực tiếp vào cái chỗ mà các bác cần đục, khoan đục ấy. Đấy, thì rất là tiện luôn. Đây này bác ơi, cái anh em đang dùng này, cái anh em đang dùng thì nó là khác màu kia này. Đấy, nhưng mà dính vào rất là chắc luôn nhá, dính vào các bác cứ giật thoải mái luôn, giật cho em thoải mái, đu thoải mái luôn, dính cực kỳ chắc nhá và rất là hay. Đấy, nó có điều chỉnh cả các mức, các nấc luôn này, rất là hay nhá. Đấy, về các bác chưa có cái hoặc là hỏng cái giá đỡ cũ như mình thì các bác mua này về các bác thay, không cần phải khoan đục gì, chỉ việc vệ sinh sạch cái chỗ các bác cần dán, sau đó các bác dán trực tiếp vào là nó ăn nó ok. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. 30.000 một cái giá đỡ bát sen này nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dụng cụ ép chanh này. Đấy, dụng cụ ép chanh bằng inox luôn nhá, dụng cụ ép chanh inox luôn, về các bác dùng để cho quả chanh và quất các thứ vào đây các bác ép này. Đấy, bác chỉ việc cho đây có ép này, ép là lấy nước này, còn nó giữ lại cái hạt cũng như cái bã. Đấy, mình đỡ phải lọc hạt nhiều, chỉ việc cho đây ép cho em cái là xong. Đấy, dùng xong các bác rửa giấy ok, inox 304 luôn, cực kỳ ok, chắc chắn nhá. Giá thì bình dân thôi, bên em đang bán một cái dụng cụ ép chanh này với giá sẽ là 30k một cây nhá,
lên mã em sẽ cái dụng cụ ép tranh hoặc là cái ép tranh cũng được. Đấy, dụng cụ ép tranh nhá. Ép tranh này bằng inox thôi nhá, là 30k một cái dụng cụ ép tranh này, 30.000 một cái nhá. Dùng rất là hay. Đấy, về cho các bác cắt cắt quả chanh nhá, cắt đồ chanh nhá, cho đây cái. Bấm dập cho em xuống cái là ok. Đấy, vắt kiệt nước luôn mà còn lọc được cả hạt luôn, rất tiện dụng đấy. Vắt xong cái quá khất ra cái lại cho quả khác vào có vắt nhá. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền các bác làm nghề pha chế này, các thứ này, rồi là các bác ở nhà. Đấy, mình cho đây mình vắt pha nước chanh trước có đủ ok này. Đấy, rồi là dùng lấy nước cốt chanh cũng rất ok. Dụng cụ ép chanh bằng inox nhá, 30.000 cho một cái dụng cụ ép chanh này. Đấy, 30k một chiếc thôi, giá rất là hạt rẻ bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khăn này là cái khăn khăn lau tay treo tường nhá, cứ lên mã với em sẽ là cái khăn lau tay treo tường. Đấy, khăn lau tay treo tường này, khăn lau tay treo tường nhá. Cái con này thì giá bình dân thôi, bên em đang bán cho bác là 10k một cái nhá, 10k một cái khăn lau tay treo tường này, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, thì về ở đây nó có sẵn một cái móc này này, về các bác kiếm có cái lỗ đinh ấy hoặc có những cái phần móc ấy các bác móc lên. Đấy, và khi mà móc lên ví dụ như mỗi lần mình nấu nướng xong mình có cái mình lau tay nó khô đi, hoặc là đặc biệt ví dụ mình đang tay ướt mà mình ví dụ mình muốn nghe điện thoại hoặc là mình làm việc gì đó ấy thì có thể là các bác chạy ra hơi bất tiện thì các bác dùng cái này, các bác dùng để lau tay lau trước các thứ cho em nhá. Đấy, lau tay lau cho nó khô tay trước để mình làm được nhiều việc khác nhau này. Đấy, nó là dạng nỉ nhá, dạng bông nỉ cực kỳ thấm hút nước luôn. Và cái con này là các bác có thể là mỗi lần dùng nó có thể là nó đen nó bẩn đi một chút thì mình có thể mang ra mình vệ sinh giặt rũ sạch sẽ phơi khô xong lại mình mang vào dùng tiếp luôn. Nói chung là tái sử dụng được nhiều lần, và hay của nó là nó có cái móc đeo này này. Đấy, là các bác kiếm những cái lỗ đinh ấy, đấy, nhưng mà những cái chỗ mà nó có cái móc, các bác móc lên và cứ thế là các bác móc vào cái chỗ bếp rác là mình lau. Đấy, lau tay đỡ dầu mỡ này. Đấy, rồi là mình lau đôi khi mình cần kiếp mình lau để nghe điện thoại này, lau tay để mình nghe điện thoại các thứ này, ok luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái. Lên mã với em sẽ là cái khăn khăn lau tay nhá. Khăn lau tay treo tường. Đấy, khăn lau tay treo tường. Bên em đang bán cho bác là 10k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái bộ bàn lề cửa này. Đấy, một cái bộ bàn lề cửa rất là thông minh. Đấy, về các bác dành cho bác mà hay đóng cửa hay quên này. Đấy, rồi ví dụ như các bác ngại đóng cửa. Đấy, thì về các bác chỉ việc mở ra thôi. Còn là khi mà đóng vào là tự động con này nó sẽ đẩy vào trong ấy, nó sẽ tự động nó đẩy cửa đóng kín lại luôn, rất là hay. Đấy, các bác chỉ việc là kéo cửa ra thôi. Còn là khi mà đóng thì con này nó sẽ chịu trách nhiệm nhá. Đây một cái bộ bàn lề nha. Đấy, sẽ gồm có là một cái bàn lề. Đấy, đi kèm cho bác là những cái phụ kiện ốc vít này, các thứ này về các bác lắp đặt vào là các bác xài. Đấy, nó có đầy đủ ốc vít, các thứ đầy đủ hết luôn đây. Ốc vít, ốc đồ đầy đủ luôn. Con này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, một phần cái phần đây, cái phần cố định này thì các bác lắp ở cái bên hộc cửa cho em này. Đấy, cái phần này các bác lắp ở bên hộc cửa này. Đấy, còn cái phần bên này thì các bác lắp ở cái bên còn cái phần này thì các bác bắt vào cái bên cửa nhá. Thì khi mà các bác đẩy cửa ấy, đẩy cửa thì cái nguyên lý động của nó, cái bác đẩy đó, các bác đẩy này, các bác đẩy này. Đấy, thì cái cửa nó sẽ mở ra, các bác mở ra nhá. Đấy, và khi mà đóng thì nó sẽ bật lại này. Đấy, các bác, nó bật lại này. Đó, nó bật lại này. Đây em kéo bác con này, đó nó bật lại luôn nhá. Đấy, vì ở đây nó có phần lò xo nó sẽ bật lại luôn cái cửa. Cái này khi mà các bác lắp lên cửa, đây em quay thôi, còn khi bác bắt lên cửa thì nó sẽ bật lại từ từ nhá, nó không phải bật lại mạnh đâu, nên cứ yên tâm. Đó, đó thì bình thường là gấp gọn nhà, còn không thì các bác mở ra. Đấy, và các bác một phần này các bác bắt vào cửa này, phần này các bác bắt vào cái hộc này. Đấy, cửa thì khi mà cửa đẩy ra nhá, cửa đẩy ra và hết cái hành trình của nó thì nó tự động là nó sẽ kéo lại cái cửa cho bác đóng vào luôn, rất hay. Đấy, nó sẽ có những cái lỗ để các bác bắt vào cái hộc cửa mình, vì bên trong là nó có ốc vít đầy đủ đi kèm rồi. Đấy, về các bác xài và sử dụng thôi, rất là dễ dàng lắp đặt nhá. Lên mã anh em sẽ cái bộ bản lề cửa tự động nhá, bản lề cửa. Đấy, bản lề cửa nhá, bản lề cửa tự động. Bên em đang bán một cái bộ bản lề cửa tự động này với giá sẽ là đi 60k nhá, 60k một bộ bản lề cửa. Đấy, bản lề cửa tự động nhá, 60k. Thì đây một cái bộ bản lề thì ở đây nó hướng dẫn các bác lắp đặt này. Đấy, hướng dẫn các bác lắp đặt luôn này. Đấy, về các bác bắt vào là các bác xài đầy đủ hết luôn, là 60.000 một bộ nha. Về dùng rất hay đây. Em sẽ có một cái video thực tế về sản phẩm để về các bác lắp đặt này. Đây, bình thường là một chiếc cửa đấy nhá. Về các bác lắp đặt này. Đấy, thì về các bác bắt cho em ốc vít vào. Đấy, còn cái thanh còn lại là các bác bắt vào cửa nhá. Đấy, khi mà các bác đẩy cửa này mở ra nhá thì tự động con này nó sẽ đẩy, nó sẽ đóng lại luôn. Rất là hay luôn. Đấy, các bác cùng xem lại lần nữa này. Đấy, các bác bắt vào nhá. Đó, các bác để vào này. Đấy, khi mà các bác mở cửa ra nhá, các bác nhìn này, tự động là nó sẽ đẩy đóng cửa vào luôn, rất thông minh luôn.
Đấy, lúc nào mà không dùng nữa thì các bác có thể là gạt cái kia nó gấp xuống. Còn lúc nào mà dùng thì các bác lại để nó lên. Đây là cái này là tự do thoải mái nhá, không có phải gò bó, lúc nào mà các bác vẫn phải dùng. Đó, lúc nào không dùng là các bác gập nó xuống nhá. Đấy, lúc nào không dùng thì bác sẽ gập nó xuống. Lúc nào không dùng các bác gập nó xuống, lúc nào không dùng thì các bác mở nó ra. Đó. À, lúc nào dùng các bác mở nó ra, có thế thôi. 60k một bộ nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ bản lề cửa nhá, bộ bản lề cửa tự động. 60k một cái bộ bản lề cửa tự động nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ xi đánh bóng giày nhá, bộ xi đánh bóng giày. Đấy, chuyên để các bác đánh cho giày da, đồ da, ví dụ như là giày da này, bốt da rồi giờ là quần áo dạng đồ da. Là các bác dùng cho em cái này. Các bác đánh vào cực kỳ bóng và rất là sáng, rất là mới đồ luôn. Đặc biệt các bác đang dịp Tết chất, các bác đánh những đồ da này mình rất ok nhá. Đấy, nó vừa bảo vệ da, giúp da da đồ da bác dưỡng ẩm tốt là không bị khô này, rồi là nó sẽ bền hơn các nhá, đồ da sẽ bền hơn. Đấy thì nó sẽ gồm có một cái cục bông, bên trong là nó sẽ có tẩm hết dầu các thứ rồi. Đấy, và đi kèm một cái lọ này nữa các nhá. Một cái lọ này thì hết thì các bác tra cái lọ này vào là ok. Đó thì đây. Về thì các bác chỉ việc là dùng các bác đánh vào này. Đấy, các bác đánh vào nó sẽ bóng lên nhá. Đấy, sẽ bóng lên. Đó, nó sẽ bóng lên rất ok đây. Để em lấy thử những cái gì em đánh cho bác coi. Đây là đây em có nhìn này. Đấy thì khi mà đánh thì nó sẽ ra một cái dạng dung dịch bóng này. Đấy, vừa tạo bóng vừa tạo độ ẩm nhá. Đấy, các bác nhìn này đánh nha. Đấy, nó khác hẳn luôn. Rất là hay nhá. Nó gọi là cái xi đánh cái bộ sản phẩm xi đánh giày da đồ da nhá. Xi đánh giày da đồ da thì cứ lên mã em sẽ cái bộ sản phẩm là cái xi đánh giày da. Bên em đang bán một cái bộ này. Đây bao gồm là một cái lọ này nữa. Đấy, với một cái bộ này là 30k nhá. 30k. Lên mã em sẽ cái bộ xi đánh bóng giày da nhá. Xi đánh bóng giày da đồ da. Đấy. Giày da đồ da này là 30.000 một bộ nhá, bao gồm là một cái cục mút đánh này và một cái lọ dung dịch này nữa. Là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái rổ chắt nước, hay bên em hay gọi là cái rổ vo gạo đấy. Đấy, ví dụ các bác hay vo gạo, vo đỗ, vo những cái dạng hạt này. Đấy, bình thường là các bác hay cho vào giá trước các thứ là nó mất công. Đấy thì về các bác cho vào cái này chưa. Đấy, khi mà các bác chắt nước ra thì các bác nhìn này, ở đây nó cái lỗ li ti. Đấy, các bác chắt nước ra nhá thì nước nó vẫn sẽ kiệt hết mà nó vẫn giữ lại toàn bộ gạo nước, nó không bị văng ra ngoài nhá, không bị văng ngoài, dùng rất là hay luôn. Đây nó có cái phần tay cầm. Đấy, chất liệu toàn bộ bằng nhựa PVC cao cấp. Đó. Rất ok luôn. Giá này bên em của bác giá bình dân thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái rổ chắt nước hoặc là cái rổ bộ rổ vo gạo đều được, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo. Đấy, giá bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái chiếc rổ chắt nước hoặc một cái rổ vo gạo nhá. 20.000 một chiếc thôi. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Vo gạo truyền thống cho gia đình bạn. Đây này, có gì này. Nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng rổ lọc. Mấy bạn hậu đậu như đấy, bình thường là các bác hay cái vo gạo này đấy, cứ hay bị đổ văng gạo ra nhá. Đấy thì các bác đong gạo đây, sau đó các bác vo. Thì khi mà các bác chắt nước ra nó ra rất là tiện luôn. Đó, các bác nhìn này. Bao biển siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước, sử dụng để vo gạo. Đấy, có nhìn này, chắt nước mà. Đấy, chắt nước rồi là các mình vo những cái các dạng hạt này. Rồi các bác ví dụ mình về mình rửa hoa quả vào đây được. Đấy, các bác rửa hoa quả vào đây được. Cho hoa quả đây các bác rửa. Đấy, rửa xong các bác chắt nước cá là ok, nó nước nó sẽ trôi hết ra vì đây nó có những cái lỗ này. Đấy, nó gọi là cái rổ chắt nước vo gạo nhá. Giá anh em đang bán một cái rổ này là 20.000 một chiếc nhá. 20k một chiếc nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái con dao sưu tầm này. Lên mã em sẽ cái cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy, cây dao sưu tầm S1, cây này thì giá bình dân thôi. Bên em đang gửi bác là giá một cây dao sưu tầm S1 này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k một cây, 30k một cây đây. Đấy, rất chất lượng luôn, cực kỳ sắc bén nhá, quá ok này. Đó. Con này thì chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Các bác mua về để sưu tầm này, mua về đi rừng đi phượt gọt hoa quả rất ok luôn, rất đẹp, có phần vỏ bao đựng đầy đủ luôn nhá. Đấy. Và phần vỏ ngoài này vân đá lên nhìn rất ok. Đó, rất chất lượng luôn, chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao sưu tầm. Cây dao sưu tầm S1 nhá. Cây dao sưu tầm S1 này. Dao sưu tầm S1 nhá, mã sẽ là S1, giá đang gửi bác là đi 30k một cây thôi, 30.000 một cây. Giá rất hạt rẻ luôn. Mã sẽ là mã dao S1 nhá. Đây các bác cùng xem lại lần nữa này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá, lưỡi bao sắc bác luôn, sắc bén lắm, nhìn rất đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Có phần vỏ bao đựng. Đấy, nhìn bình thường này các bác nhìn không biết là con này là con dao luôn. Đấy. Nhưng mà mở ra biết bên trong nó con dao. Đó, ok luôn. Đấy, nhìn thiết kế kiểu dạng thiết kế kiểu Nhật Nhật này. Đó, ok. Đó. 20k một cây nhá, dao sưu tầm mã dao sẽ là mã dao S1 nhá. Đấy, có cả vỏ bao đựng đầy đủ luôn là 30.000 một cây nhá. 30k một cây nhá, rất đẹp. Đó. Mua múc cành về rất là đẹp luôn. Chất liệu thì sẽ là inox 304 nhá. Hàng này thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị. Đấy, bình thường thì
Nói luôn các bác là mua múc canh thì các bác mua chợ rất là nhiều. Đấy, em nói luôn là các bác mua chợ thì nó quá là nhiều luôn, nhưng thực ra là để kiếm một cái môi mà nó dày mà nó đẹp như này thì rất là hiếm này. Các bác nhìn này cái thớ môi của nó này. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đấy, dày dã man luôn, cái phần lòng môi nó rất là dày nhá. Cái này các bác dùng yên tâm, không lo nó bị gãy bị hỏng luôn, vì nó quá là dày vậy. Đây các bác nhìn này. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đó. Thì một chiếc môi múc canh này hàng Thanh Lý siêu thị Nhật luôn nhá. Giá vẫn còn đây này, vẫn còn nguyên tang mác này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. Đấy, 40k, giá nó rất là hạt rẻ thôi. Mà nói chung là cái sản phẩm nó chất lượng, dùng nó bền ạ. Inox 304 luôn các bác nhá. Đấy, inox 304 sáng bóng đẹp luôn. Đấy, có in hình hoa hồng rất là đẹp luôn này. Đó. Lên mã em sẽ là cái môi múc canh. Đấy, môi canh. Môi canh này đang có giá là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Hàng dày, hàng loại 1, hàng xịn luôn nhá. Hàng dày loại 1, hàng xịn vẫn còn nguyên tang mác đầy đủ này các bác nhá. Là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Đấy. Inox 304 rất dày luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đây các bác vì biết độ dày nhà này. Đấy, gõ hai cái môi, cái độ dày nó cứ kêu cục 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 này, biết độ dày nào, cực kỳ dày luôn nhá. Đấy, môi canh nhá. Cứ lên mã em sẽ được cái môi múc canh. 40.000 một chiếc môi múc canh này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con dao chặt C3 nhá, con dao chặt C3 em báo giá luôn. Con này thì nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Cái đấy, đặc biệt là dành cho chị em phụ nữ, con này dùng chặt rất là vừa tay này. Đấy, mà chặt cực kỳ sắc các bác nhá, chặt cực kỳ sắt luôn. Phần trên này làm nhám chống dính, phần dưới thì trơn. Đấy, hàng thì bao sắc bác luôn. Tay cầm cán gỗ này, có 3 đinh tán. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng liền thân nên là các bác dùng yên tâm, nó không lo nó bị long chuôi long cán nhá. Đấy, dùng rất là bền. Đấy, đây em sẽ test các bác về độ sắc này. Nói chung là dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi, cực kỳ sắc, bao sắc bác luôn. Không sắc các bác không sắc không lấy tiền các nhá, không sắc không lấy tiền, cực kỳ sắc bén luôn này. Đây này, dọc giấy nhìn này, dọc giấy đi ngọt dẻo luôn nhá. Mà đây là dao chặt nhá, dao chặt mà các bác nhìn nó dọc giấy này rất là ok rồi. Đấy, dao chặt vào cái đường giấy đi mịn mịn luôn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn quá ok luôn. Giá thì bình dân là rẻ 100.000 một cây thôi. Lên mã anh em cho con dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3. Đó, dao chặt C3. Giá đang gửi bác là đi đấy, dao dọc giấy rất là sắc luôn nhá. Giá đang gửi bác là 100.000 một cây. Dao chặt C3 này. C3 nha, 100k một cây. Đấy, hàng bao chất bác luôn. Về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thậm chí có thể thái luôn nhá. Đấy, chất thép rất là sắc. Đấy, hàng bãi Nhật rất thép, rất sắc luôn. Dao chặt C3 nhá, 100.000 một cây. Đấy, 100.000 một cây. Đấy, nặng khoảng tầm 5 lạng. Nói chung là đặc biệt dành cho các bác phụ nữ. Đấy, chặt nó rất là vừa tay, không bị nặng quá, không bị nhẹ quá nhá, chặt rất vừa. Đó. Dao chặt C3 nhá, 100.000 một cây này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây liếc mài kim cương. Lên mã cho cái cây liếc mài kim cương. Cây này thì các bác yên tâm về chất lượng, mài cực kỳ nhanh sắc dao. Đấy, cũng như là các bác có thể mài đa năng rất là nhiều những cái đồ vật khác nhau, ví dụ như các bác dùng để mài kéo này, rồi là mài dao này, rồi là mài liềm này. Đấy, rất nhiều kiểu mài khác nhau nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất luôn. Con này thì nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo này, diamond sapper này. Đấy, diamond là kim cương, chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, nên là khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc nhá. Mà cái con này đây, đây hàng mới đi ra băng này. Con này các bác mài thì nó sẽ có hai mặt nha, một cái mặt nhẵn này và một cái mặt nó hơi vòm vòm một chút này, cong cong một chút này. Đấy, ví dụ một cái mặt này các bác dùng để liếc này, cái mặt này các bác dùng như kiểu là các bác dùng để rũa này. Đấy, mình rũa, mình rũa những cái chỗ phần lưỡi mẻ rũa cho nó bằng đi. Đấy, ok luôn. Đấy, vừa làm một chiếc liếc, vừa làm một cái cây rũa luôn. Đấy, rũa dao, rũa kéo, rũa liềm. Đó, rồi là mình liếc dao, liếc kéo, liếc liềm cho nó nhanh sắc này. Đấy, cái độ nhám của nó rất là mịn. Đấy, các bác mài rất là nhanh sắc luôn, cực kỳ ok. Đấy, tay cầm hàng liền thân luôn nhá, made in Japan, tráng một lớp kim cương nhân tạo, mài cực kỳ là nhanh sắc luôn. Đấy, mài dao, mài kéo, mài liềm, mà mài rất nhiều những cái đồ vật ngoài mài này, rồi là rũa này, ok luôn nhá. Một cây liếc mài kim cương, giá em đang gửi bác giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây. Đấy, lên mã em sẽ cái cây liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương này, hàng của Nhật, liếc mài kim cương. Giá đang gửi bác là 100k một cái cây liếc mài kim cương này, 100.000 một cây nhá, 100k một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Keo này thì nói chung cái keo này thì chắc là nhiều bác biết về cái mã keo này rồi. Đấy, nó là dòng keo hai thành phần. Đấy, nó sẽ có hai típ nhá. Một típ keo A, một típ keo B. Thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này ấy, thì các bác mở xem cái nắp này ra này. Mở xem cái nắp này ra. Đấy, nó sẽ có là hai mã keo, một mã màu vàng, mã màu nâu nâu đen đen này. Đấy thì các bác cắm cho em cái bóp này vào này. Đấy, sau đó là các bác cầm đấy, cái bóp ra như kiểu là các bác bóp như kiểu là các bác bơm xi lanh ấy. Đấy, các bác cầm, các bác ấn
ấn thì nó sẽ phun keo ra, và bắt đầu là các bác dùng một cái chổi và một cái vật gì đấy, các bác trộn hai cái vào nhau và các bác phết lên những cái chỗ các bác cần vá. Cái con này đặc biệt là nó rất là rắn đấy, khi mà nó khô xong thì nó sẽ rắn đúng như bê tông luôn, nó rắn hơn cả bê tông luôn đấy, như kiểu là một cái khối đá nó bện vào ấy, cực kỳ rắn luôn. Các bác có lấy máy khoan máy cắt là các bác đục đẽo còn chán nó mới ra luôn, nó cực kỳ là dính mà nó rất là cứng luôn đấy. Mà đặc biệt là ví dụ dòng này các bác chuyên cho bác vá, ví dụ như là những cái chỗ mà nó bị hở đấy, ví dụ như là vá lốc máy bị hở bị vỡ này, rồi là những cái chi tiết cơ khí sắt xiếc là các bác không thể hàn được, thì các bác chỉ có việc là dùng cái keo này các bác vá vào xem đấy, các bác vá vào xem đấy, các bác không cần phải hàn hiếc, các bác chỉ việc lấy keo này các bác vá vào thôi. Nó là cái mã keo hai thành phần nhá, đấy, cực kỳ cứng luôn, siêu cứng luôn. Giá em đang bán một cái típ keo hai thành phần này, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên mã em sẽ là cái típ keo hai thành phần đấy, keo hai thành phần nhá, 40k cho một cái típ keo hai thành phần nha. Đấy, thì về các bác dùng được, các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái keo này với nhau. Đầu tiên hiện tại nó đang vẫn là riêng, nhưng mà về các bác trộn vào thì bắt đầu là nó với hai keo nó với tác dụng với nhau, nó với tăng độ cứng đấy, tăng độ ấy lên đó. 40k một típ này nhá, đấy, keo hai thành phần một típ này là 100ml rất là nhiều luôn. 40k một típ mã keo hai thành phần nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bật lửa đồng hồ này. Đấy, lên mã cho cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 90k cho một cái bật lửa đồng hồ này, chỉ có 90.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Bật lửa đồng hồ nhá. 90k nhá, 90k cho một cái sản phẩm nha, 90.000 một chiếc này thôi. Con này thì nó vừa có bật lửa, vừa có cả đồng hồ luôn, các bác về dùng rất là tiện nhá. Đấy, mình mua về sưu tầm này, mua về làm quà tặng này, đấy, mua về sử dụng này, đấy, vì hàng của nó vẫn nguyên hộp như này, mới căng luôn. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này bên em không bán là không có kèm ga nhá, về các bác tự bơm ga. Đấy, hàng nó không có kèm ga đâu, vì vận chuyển nó rất là dễ gây cháy nổ thì không có kèm ga nhá. Đây, về các bác tự bơm ga vào nhá, đấy, tự bơm ga vào, sau đó các bác xài. Đấy, còn bên em bán là chỉ có nguyên bật lửa và đồng hồ thôi, không có kèm ga. Đó, thì bật lửa các bác bấm vào đây thì nó sẽ lên này. Đấy, nó là cái chế độ đánh lửa, nó có cả đánh lửa tự động luôn này. Đấy, bấm lên nó sẽ lên. Còn đây là cái phần mặt đồng hồ nhá, số la mã nhìn rất là đẹp luôn. Các bác muốn đồng hồ chạy thì các bác ấn vào cho em. Đấy, ấn vào. Đấy, bắt đầu đồng hồ chạy ngay nhá. Đấy, đồng hồ chạy ok luôn này. Đấy, vừa làm bật lửa này, vừa cái đồng hồ để các bác theo dõi thời gian. Ngoài ra đồng hồ nó còn có cả đèn luôn. Mỗi khi mà các bác ấn cái nút này xuống để các bác bật máy lửa này thì tự động là cái đồng hồ nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, các bác thả tay cái tự động sẽ tắt đi. Đấy, rất hay. Đây có nhìn này. Đó, đây. Đó, ok luôn. Rất đẹp luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn, màu vàng rất sang trọng lịch sự. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Rất đẹp, sưu tầm. Đó. Bật lửa đồng hồ nhá, đang gửi bác là 90k một chiếc này, vừa có bật lửa vừa có đồng hồ. Đấy, về các bác bơm ga vào là các bác xài thôi, 90k một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ cao hổ này. Đấy, về các bác bôi đau xương khớp, đau người ngợm này. Đấy, rồi là ví dụ là cảm gió thứ là các bác về các bôi. Và cái ví dụ thi thoảng mình người ngậm mình mệt mỏi, các bác lấy ra các bác hà hơi hít này. Đấy, hoặc là sổ mũi khó thở này. Đấy, các bác lấy ra các bác hít này. Đấy, rất ok luôn, nó là dạng cao hổ nhá, cao hổ rất là thơm luôn, mà chữa được rất là nhiều bệnh khác nhau đó. Hoặc là ví dụ côn trùng đốt các bác lấy ra các bác bôi cũng rất là nhạy. Đấy, đây. Đấy, nó dạng cao vàng này. Đấy, dạng cao hổ nhá. Bên em đang bán một cái hũ cao hổ này là 20.000 một hũ nhá, 20.000 một hũ cao hổ nhá, 20k một hũ cao hổ. Đấy, về các bác dùng để bôi nhá, cao hổ nhá. Lên mã em sẽ là lọ cao hổ 20k một hũ. Tiếp theo thì em vẫn còn cái dòng thắt lưng da bò của Mỹ này. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã là mã màu nâu và mã màu đen nhá. Đấy, về các bác dùng để Tết nhất mình đi chơi đi bời. Đấy, đeo nhìn cho nó đẹp lịch sự này, rất chất lượng luôn. Hiện tại đã có hai màu là màu nâu và màu đen, hai màu nào cũng đẹp luôn. Đó. Chất liệu thì da thật 100% luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra hơ lửa hơ liếc cho em thoải mái, và dòng này thì người ta làm rất là kỹ rồi. Đấy, toàn bộ phần hai bên này được bo này, để đều được bo ấy này, đều được bo viền này. Đấy, bo viền thì rất là chất lượng luôn. Hàng của Mỹ nhá. À đây. Made in USA. Đấy, made in USA rất chất lượng luôn. Đó. Cực kỳ đẹp, phần mặt cũng rất là đẹp luôn này. Đây, phần mặt rất đẹp. Hàng này của nó thì là hàng dạng là hàng con lăn nhá. Con lăn đây em bóc cho bác còn một mặt này. Nó là dạng con lăn. Nên là về các bác sử dụng rất ok luôn. Giá thì bên em đang gửi bác là 180.000 một sợi nhá, 180.000 một sợi thôi. Đấy, bình thường nó đang bán hơn 200 ấy. Đây. Mặt rất đẹp này, mặt cực kỳ là trang nhã nhá, rất là phù hợp với các bác tầm tuổi dạng trung niên là rất hợp lý luôn. Đấy, mặt con lăn nhá, mặt con lăn.
Cái con lăn này các bác dùng rất là hay này, không nó không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là dùng được hay không, nghĩa là nó phải đi size nhá, bụng to bụng nhỏ là các bác đều dùng được luôn, nó không bị hạn chế như những các bác dùng những con khuy cà đứa giờ nó hay bị hạn chế, ví dụ như là bụng to bụng nhỏ là các bác hơi khó dùng, nhưng con này con lăn là các bác bụng to hoặc là các bác bụng nhỏ đều dùng được luôn nhá, tại vì nó con lăn nó không giới hạn cái kích thước là bao nhiêu nhá. Đấy, đây mặt cực kỳ đẹp trang nhã này, cái con này là màu đen, con này thì là màu nâu này. Đấy, con này màu nâu này. Đấy, màu nâu thì bên em đang bán cho bác giá sẽ là 180.000 một sợi nha, 180.000 một sợi. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Đó. Giá của nó sẽ là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ này, 180.000 một sợi thôi. Dùng rất là hay. Đấy, dùng rất là đẹp, chất lượng luôn. Đây, mặt USA này. Đấy, made in USA nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này là con màu nâu đây, con màu nâu đây. Đấy, đây, made in USA, quá ok, hai màu nhá, màu nâu và màu đen. Đấy, mặt cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây, đấy, hai dây đây. Đấy thì đồng giá là cứ 180.000 một sợi nhá, các bác lấy màu nào được báo nha. Thì em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đồng giá là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, đồng giá 180.000. Theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cuộn dây điện 2 mét này để về các bác dùng Tết nhất này. Đấy mình cắm đồ, cắm đạc, cắm nọ kia các thứ là ok này. Đấy, con này thì dây điện vàng dài 20 mét nhá, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy. Có cả phích cắm, ổ cắm đầy đủ nhá. Đây là dây phích nguồn vào này. Đấy, còn đây là ổ ra. Ổ ra thì nó là dạng ổ đúc luôn nhá. Có cả chân tròn, cả chân dẹt để về có cắm đa năng luôn. Đấy. Hàng dây lõa đồng nhá. Và dây này em nói luôn là dây sẽ là dây 1 chấm nhá. Dây 1 chấm. Đấy. Nói chung là về các bác cắm những cái dạng máy móc công suất khoảng tầm 1.500. Đấy, 1.500W đổ về là ok. Đấy. Em báo giá luôn này. Lên mã em sẽ có sản phẩm là dây vàng 20m này, dây hà vàng 20m. Giá thì bữa trước đang bán là 170.000. Hôm nay về các bác mức giá rất tốt luôn. 130.000 một sợi nhá, 130k một sợi. 130k một sợi nha. Đấy, dây vàng 20m nhá. Đấy, chiều dài 20m là các bác dùng gia đình nói chung là khá là ok được ạ. Thoải mái dùng luôn. Đây này các bác ơi, dây của nó sẽ là dây lõa đồng nên em tháo cho các con này. Dây lõa đồng dây 1 chấm nhá đây. Đấy, dây lõa đồng, dây 1 chấm, dây cũng khá là to đấy. Đấy về các bác dùng cắm đồ đạc, cắm thiết bị này mình được ok luôn. Đấy, dài 20m nhá, dây lõa đồng 100 luôn. Giá thì một cuộn là 130.000 thôi. Giá đợt này đang thanh lý xả kho rất rẻ luôn. Chỉ 130.000 mà dài 20m. Về các bác dùng thoải mái luôn. Dây này của nó thì bọc dây của nó là dây hai lớp nhá. Đấy, dây hai lớp luôn. Đấy, bên trong một lõi này, bên ngoài này một lớp bọc chống xước, chống va đập này. Đấy. Hàng thì ổ này thì cũng là ổ đúc chống va đập chống vỡ. Dây thì rất là dẻo nhá. Cái dây nó rất là dẻo luôn. Về các bác dùng cực kỳ thích, dây dẻo dã man luôn này. Đấy, dây nó rất là dẻo này. Đó, dây nó dẻo nên các bác dùng ok. Đấy, không bị cứng hay nhèo đâu. Đó, ổ cắm các thứ là full ổ cắm, về bác cắm thoải mái luôn. Chân dẹt chân tròn là bác cắm ok cho luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái dây vàng 20m nhá. Dây vàng 20m. Đó. 130.000 một sợi nhá. Dây lõi đồng 1 chấm nhá. Dây lõi đồng 1 chấm. Đó, 130.000 một sợi này. Giá rất rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Bộ này thì lên mã giúp em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa 100m nhá. Về em báo giá luôn. Bộ này thì giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Bộ điều khiển từ xa 100m này. Điều khiển từ xa, bộ này là điều khiển được 100m nhá. Giá thì báo giá bác luôn 90.000 một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một bộ này. Giá quá ok. Nó sẽ gồm có một cái cục nguồn này. Đấy, cục nguồn và một cái tay bấm điều khiển. Đấy, như kiểu là cái tay bấm điều khiển xe tô luôn, rất chất lượng này, on off này. Đấy. Thì con này rất là dễ thôi. Đấy, nó có cả cái sách hướng dẫn trong này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng để về bác đấu nối này. Đấy, thì nó sẽ có là hai đường vào và hai đường ra. Đấy thì đây. Đây input AC, input là vào và output là ra. Đấy, LN. Cái này thì thực ra thì điện Việt Nam nó là điện xoay chiều nên là các bác bấm các bác đấu với nào cũng được. Đấy, đấu không quan trọng pha nóng pha nguội đâu nên các bác đấu với nào cũng được. Thì các bác cứ mặc định cho em là 1 2 này, con nó có đánh số này, 1 2 sẽ là vào này, 3 4 là ra nhá. Thì các bác cứ đấu nguồn là nguồn 220 là vào 1 2 cho em. Và 3 4 là các bác đấu ra, thì đấu ra là các bác đấu vào những cái thiết bị các bác cần điều khiển đấy, ví dụ như là đèn này, quạt này, rồi là máy bơm motor. Con này điều khiển công suất khoảng tầm 30A đổ về. Đấy, 30A đổ về là các bác dùng ví dụ như con motor 1kg, 2kg là thoải mái con này luôn. Đấy, dùng rất ok. Đấy, về thì các bác có thể bắt lên tường, nó có cả những cái lỗ để các bác bắt lên tường này. Đấy, thì về các bác cứ đấu nối và sau đó các bác dùng cái điều khiển này, các bác bấm cho em rất tiện dụng luôn. Đấy, bấm cho em nó rất tiện dụng luôn. Mình có thể điều khiển từ xa được khoảng cách từ 100m đổ về là ok. Đấy, giá thì bình dân thôi, chỉ có 90.000 một bộ nhá. Bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m nhá, 90.000 một bộ đây. Đấy, em cũng lắp sẵn một bộ, em quay cho các bác coi này. Đấy, em cũng đấu sẵn một bộ, em test cho bác coi. Rất chất lượng luôn. Con này dùng ok mà. Đấy, mà giá nó bình dân.
Đấy thì về có đây em đang muốn điều khiển cái đèn này. Đấy thì đây em đang đấu đây. Đấy em đang đấu 1-2 này, 1-2 coi nhìn này. Đấy để em zoom cho bác coi nhá. Đấy 1-2 này, 1-2 thì là vào đây. Đấy thì là vào nguồn 220 này, 3-4 là ra. Đây em đang cho ra cái đèn này. Đấy em bấm cho bác coi nhá. On này. Đấy, off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này. Đấy rất tiện dụng nhá. Đấy thì các bác chỉ việc là các bác bấm thôi. Đấy bấm là xong. Đây. 1 này, 2 này, 1 này, 2 này. On này, off này, on off này. Đấy rất tiện dụng nhá. Mình điều khiển từ xa chỉ việc cầm cái tự tay điều khiển các bấm là xong. 90.000 một bộ thôi. Giá rất bình dân mà nó rất dễ dàng lắp đặt và rất là dễ sử dụng nhá. Đấy cứ mặc định cho em là 1-2 là vào và 3-4 là ra. Đấy 1-2 thì là vào nguồn 220. Còn 3-4 là các bác ra những thiết bị các bác cần điều khiển. Đấy ví dụ như là 3-4 thì em đang ra cái điều khiển là cái bóng đèn đây này. Đây này, on này, off này, on này, off này. Rất ok nhá các bác nhá. 90.000 một bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dụng cụ ép tỏi này để về các bác dùng tết nét các thứ này. Đấy, các bác cho hành cho tỏi đây các bác ép này. Đấy, vừa lấy nước vừa lấy bã này. Con này thì chất liệu là inox 304 sáng bóng đẹp cực kỳ luôn, hàng của Willing nhá, Willing của Đức. Thì về các bác cho đây, sau đó các bác ép nó xuống thế là xong, ép nó xuống thế là xong, ép nó xuống thế là xong các nhá. Đó đây nó có những cái lỗ này, vừa ra nước này vừa lấy bã này. Đấy các bác cho đây các bác ép thế là xong. Đấy, hàng của Willing inox 304 nhá, rất chắc chắn luôn. Giá thì em gửi bác giá bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái cây ép tỏi nhá, cây ép tỏi. Cây ép tỏi này đang có giá là đi ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi của Đức đang có giá là đi 60k nhá, 60.000 một cái cây ép tỏi của Đức nhá, 60.000 một cây. Đấy về các bác chỉ việc cho tỏi, cho hành các thứ đây các bác muốn ép này. Cho đây các bác ép cái thì là xong. Đó. 60k nhá, 60k một cái cây ép tỏi rất là hay. Đó, hàng của Nguyên Linh của Đức nhá, 60k một cây. Tiếp đó là cái mã giấy ăn này. Đấy, cái mã giấy ăn này rất là hay là nó phù hợp vừa khít với lại cái hộp giấy tre kia luôn. Đấy. Thì bên em sẽ bán lẻ theo gói và bán theo thùng nhé, tùy nhu cầu các bác mua. Đấy, mua nhiều thì có thể mua theo thùng hoặc các bác mua lẻ thì mua theo gói nhé. Một gói này thì hiện tại em đang bán lẻ là đi 10k một gói nhé, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi giấy ăn. Đấy túi giấy ăn, túi giấy ăn này thì là 10k. Đấy bán lẻ cho bác là 10k một túi nhá, 10k một cái túi giấy ăn nhỉ. Một túi này là được là 460 tờ này, rất là dai luôn, giấy ăn cực kỳ dai, dùng rất là thích. Cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, bán ngày biết bao thùng luôn. Tờ này đang bán dã man. Đây, giấy cực kỳ dai, dùng rất là thích luôn. Đấy, giấy dai lắm. Lau cái giấy này nó không bị mùn ạ, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, bao dùng bao xài bác luôn nhá. Các bác cứ về dùng thử nha. Đấy. Nếu mà không ấy đi mua 1-2 gói về các bác dùng thử, đảm bảo bác ưng luôn. Em bán rất nhiều mà hầu như là toàn mua cả thùng rồi luôn. Đấy, tết nhất các bác xài nhiều, khách khứa nhiều, cỗ bàn nhiều. À, đây, cái này là một thùng này của nó 20 gói, đây là một thùng nguyên của nó này. Một thùng nguyên của nó đây này. Đấy, một thùng nguyên nhà đây này. Thùng nguyên nhà là 20 gói này. Đó. Thì bên em sẽ bán, hôm nay em sẽ giảm giá cái mã này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thùng giấy ăn nhá. Thùng giấy ăn. Thùng giấy ăn này thì bữa trước bên em đang bán là 200k. Hôm nay em giảm luôn đó bác, giá chỉ còn có là đi 150.000 một thùng. Đấy, 150.000 một thùng. Mà một thùng là 20 gói luôn. Đấy một thùng là 20 gói. Một thùng là 20 gói nhỏ như này này. Đấy, một thùng là 20 gói nhỏ như này. Cái này là thùng này em đang bóc qua để bán lẻ, còn là một thùng thì nó nguyên thùng là 20 gói nha. Đấy. Nguyên là 20 gói như thế. Là giá sẽ là 150.000 cho một thùng nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ dao Đức 3 cây này, bộ dao Đức 3 cây. Đó thì hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Bộ dao Đức, đấy, bộ dao Đức 3 cây. Bộ này là có 3 cây đâu ạ. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, bữa trước đang bán là 170.000. Hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. 130.000 một bộ nhá, 130.000 một bộ dao Đức 3 cây. Đấy nó sẽ gồm có là 3 cây dao nhá. Hàng của thương hiệu Willing này. Đấy, Willing một trong thương hiệu rất là nổi tiếng về đồ gia dụng của Đức này. Đấy, nguyên hộp này là 3 cây. Về các bác dùng làm quà biếu tặng mua về dùng. Ok luôn, set 3 chiếc này. Đấy thì đây, em sẽ quay bác từng con một luôn. Đầu tiên là một cái con dao chuyên để các bác lọc và thái này. Đấy logo Willing này. Đấy có thấy không, logo Willing nhá. Vân gỗ lên cực kỳ đẹp, hàng thì bao sắc các bác luôn. Nhưng các bác yên tâm về chất dao Đức, dùng cực kỳ thích. Đó, rất chắc chắn nhá, cầm con dao rất là chất lượng luôn. Nhìn dao ở Đức nhìn nó vẫn khác bọt luôn các bác nhìn này. Đấy. Con này là con vừa lọc vừa thái này. Một cái con dùng các bác dùng để băm chặt nhẹ hoặc là các bác dùng để thái bản to các bác xài con này cho. Đấy logo Willing này. Đấy logo Willing thôi nhá. Đó, con này băm chặt nhẹ ok. Đấy, vân gỗ. Tiếp theo thì là một cái con dao dùng để chặt này. Đấy con này chặt trước các thứ ok, chặt gà, chặt vịt, chặt xương là ok cho em luôn. Đấy, đây. Logo Willing rất sắc bén nhá. Hàng rất sắc luôn, dùng cực kỳ thích. Đấy vân gỗ lên rất đẹp luôn. Đó, một bộ 3 cây nha. Đấy một bộ 3 cây dao của Đức này với giá sẽ là đi
130.000 một bộ nhá. 130.000 bộ thôi. Nay em giảm giá sập sàn cho bác luôn. Đấy thì một bộ của nó nguyên hộp nhầy nhá. Một bộ là nguyên hộp nhầy là 3 cây nhầy này. Đấy là một bộ nhầy là 3 cây. Đấy là set 3 cây dao của Đức nhá. Là 130k, hàng của thương hiệu Nguyên Linh thôi nhá, của thương hiệu Nguyên Linh. Theo thì em lại về cái bộ xưởng hấp hàng thanh lý siêu thị này. Đó, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng khá là hay luôn. Đó. Cái xưởng hấp này size của nó sẽ là size 28 ti, khá là rộng luôn. Đó. Em báo giá luôn nhá, một cái xưởng hấp như này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em sẽ là cái xưởng hấp này. Đấy, xưởng hấp nhá. Các bác có thể hấp những cái đồ trong này rất là ok. Giá của nó thì siêu hạt rẻ luôn, 80.000 thôi. Đấy, 80.000 một cái xưởng hấp như này. Và cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây em sẽ mở ra bác xem một cái này. Nói chung là dòng này dùng ok lắm, bán khá là nhiều. Hàng này thì của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị nên là dùng rất là ok. Hàng siêu thị thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, dùng nó rất là chất luôn mà chắc chắn cực kỳ. Mà giá nó hợp lý nữa. Nói chung là hàng bên em Oblo thanh lý nên giá nó rất là tốt. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái khay hấp này. Đấy, một cái khay hấp này các bác nhá, một cái khay hấp nha. Đấy, có những cái lỗ này để các bác hấp này. Và một cái song dưới để về là các bác có nước nồi thứ là các bác cho vào đây cho em. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó là các bác muốn hấp thì các bác để lên đây. Để cái này lên đây. Đấy, để cái khay hấp này lên, để cái xưởng hấp này lên. Và các bác đun nóng lên. Đấy, là các bác hấp thôi. Ví dụ hấp bánh bao, hấp tôm một thứ các bác cho vào nhá. Đấy, cho đây cho. Và một cái vung đi kèm. Đấy, và cái này cái quay vùng thì về các bác tự lắp nhá. Cái này thì em quay nhanh thôi, em không lắp được đâu. Đó. Thì có cả cái vùng ấy luôn. Đấy, khi mà đậy vào rất ok, chắc chắn nhá. Và cái vùng này của nó sẽ là vùng kính cường lực. Đấy, các bác có thể quan sát theo dõi đồ ăn một cách thoải mái luôn. Đấy, vùng kính cường lực rất là dày dẫn nhá. Có cả phần quay trên quay dưới luôn này. À, nếu mà các bác không muốn hấp, các bác muốn nấu canh với cái song này thì các bác bỏ trong cái khay trên này ra. Bởi vì nó khi mà cái này thì các bác sẽ thành một chiếc song để các bác có thể nấu canh, nấu nước các thứ ở đây cho em ok luôn. Đấy, một trong hai luôn nhá. Và mua hai thì được, mua một thì được hai luôn. Đấy, mua một được hai luôn. Vừa có một cái xưởng để các bác hấp, vừa có một cái song để các bác nấu canh nhá. Cái sản phẩm này thì nó có thể dùng bếp từ nhá, rồi là bếp ga thứ ra. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là con này dùng bếp từ cực ngon luôn. Đấy, dùng bếp từ các thứ ra, dùng thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, bếp từ bắt ngon lành luôn nhá. Đấy, bếp từ là bắt ngon lành cái con này luôn. Đó, về các bác xài thôi. Đó, một chiếc xưởng hấp rất chắc chắn luôn này. Đây, kín đáo ngon lành. Về các bác hấp tôm, hấp bánh bao, rồi hấp thịt, hấp thà cứ cho để các bác hấp nhá. Ăn những cái món hấp thì nó rất là ngon. Đấy, đặc biệt cho các bác ăn chay trước các thứ ra. Các bác người già. Đấy, ăn nó vừa giữ được vị mà nó rất là ngon, đỡ dầu mỡ nhá. Đấy, đỡ dầu mỡ. Xưởng hấp nhá, 80.000. Đấy, hàng thanh lý siêu thị rất là xịn sò ngon lành luôn. Mua 2 được 1 các nhá, mua 1 được 2. Đấy, mua 1 được 2. 80.000 một cái xưởng hấp này, vừa có một cái xưởng này các bác hấp, vừa có một cái song dưới để các bác xài luôn. Dòng này bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ được là dùng được hết cho em luôn nhá. Đấy, dùng được tất cả các loại bếp luôn. 80.000 một cái xưởng hấp. Tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác đó cái mã chảo của Hàn Quốc này các bác nhá. Đấy, mã chảo Hàn Quốc rất là xịn sò ngon lành luôn. Đấy, đây. Con này chảo cực kỳ to luôn, chảo nó lên đến là 32cm nhá, 32cm. Về các bác xài rất rộng rãi ok cho em luôn. Đấy, rán nấu xào xếp đây cho em ngon lành cái nào luôn. Đấy, rồi lên ngay bác một cái đồ nhà bếp này. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp. Đó, báo giá luôn nhá, báo giá luôn này. Cái này thì tại em đang bán giá sẽ là đi 140.000 nhá, 140.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá. Đường kính của nó sẽ là 32cm, 140.000 một cái, giá rất bình dân mà dùng cực kỳ xịn ngon lành luôn, bán khá là nhiều từng lọ rồi, bán ngon lắm, dùng ngon lắm, 140.000 một cái nhá, mới nguyên hộp nha. Đầu tiên sẽ gồm có cho bác là một cái môi bằng gỗ này. Đấy, bình thường là các bác hay xài những cái môi là môi bằng sắt các thứ, giờ là các bác hay dùng những cái chảo dính, như các bác hay dùng bằng những cái sắt là các bác cào vào nó rất hay bị nhanh bong hoặc là nhanh xước cái lớp chống dính. Đấy, khi mà nó xước ấy thì các bác càng nấu là nó sẽ càng bong ra, mà khi mà bong ra thì nó sẽ mất cái lớp chống dính nhá, nên là nhà sản xuất sẽ gửi đến các bác một cái môi bằng gỗ này rất là đầy đủ và chu đáo luôn. Đấy, tiếp theo là một chiếc vung nhá, một chiếc vung bằng kính cường lực trong suốt nhá. Đấy, một chiếc vung này, kính cường lực trong suốt rất ngon lành luôn. Đấy, thì về các bác bắt cái phần tay cầm vào, đây nó sẽ có đi kèm cái, đây là cái phần tay cầm đây này. Đấy, nó sẽ có kèm cái tay cầm luôn, thì cái này em quay nhanh thôi, em không bắt được nữa. Thì về các bác tự bắt này nhá, nó có đầy đủ ốc vít hết, các bác về là cứ tự bắt được thôi. Đấy, rất là dễ dàng lắp đặt. Và tiếp theo là đi kèm cho bác là một cái tay quay.
đấy, tay quay của cái chảo thì về các bác bắt vào nhé. Đây đấy, tay quay chảo này về các bác để vào, sau đó các bác cũng bắt vào cho em. Đấy, nó có ốc vít các thứ hết rồi, về bắt vào. Cái con chảo này thì đường kính của nó khá là to, đường kính của nó lên đến là 32 cm. Đấy, 32 cm nên về các bác xài rất là rộng rãi. Đây các bác nhìn này, nó rất là rộng luôn, đó, nó cực kỳ rộng nhá. Đấy, về các bác dùng để xào nấu và đây cho em thoải mái luôn. Đấy, rán này, đầu tiên là rán này, trước hết là rán trước này, chảo thì trước hết dùng để rán này, thì rất hay là một cái lớp chảo này nó chám một cái lớp tráng đá chống dính nhá, rất là ngon lành luôn. Đây, tráng bên trong bên ngoài này, và cái này thì nó dùng bếp từ luôn nhá. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là dòng này dùng bếp từ nhá. Hầu như là những cái thiết bị bên em là em biết là các bác bây giờ là hay dùng bếp từ nhiều, nên là bên em sẽ lấy cho bác những cái dòng mà xài được bếp từ nhá. Đấy, con này là xài bếp từ này, bếp ga, bếp hồng ngoại này, tất cả các loại bếp luôn. À, đây, chảo cực kỳ chắc chắn và dày dẫn luôn và rất là to. Đấy, đầu tiên là các bác có thể rán này và xào vào đây ngon lành này. Đấy, còn ngoài ra thì các bác muốn nấu đây nấu ngon lành luôn, vì đi kèm nó sẽ có cả vung luôn, thì khi mà các bác nấu nó rất là nhanh sôi nhá, nó có vung. Đấy, đậy vào kín đáo ngon lành. Đấy, có kèm cả vung cho bác luôn này. Đấy, vung viết ngon lành luôn nhá, quá xịn sò, ok luôn, chất lượng. Đấy, cả vung, cả chảo các thứ rồi, cả môi đi kèm này, tay quai này. Đấy, tay quai mà giá nó chỉ có 140.000 thôi nhá, 140.000 thôi, mà chảo đường kính là 32 cm nên rất là to, về các bác sử dụng nhà đông người các thứ cho em xài con này rất ok luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc đường kính là 32 cm, giá đang gửi bác là 140.000 một cả, 140.000 một cả, giá rất là hữu nghị, sản phẩm dùng rất là chất luôn. Bán cái này, bán từ nọ, bán rất là nhiều, bán trong phải lên vài trăm cái rồi, bán rất chạy luôn. Đó, dùng rất ok cho bác. Đó là cái lọ keo rắn dày các nhá, lọ keo rắn dày đó, em báo giá luôn một cái lọ keo rắn dày có dung tích là 60 ml này, về các bác chuyên dùng để rắn dày rách này, dép rách nhá, rất ok luôn. Cái này thì rắn cực kỳ chắc và rất là ngon. Báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k cho một cái típ keo rắn dày này, 20k một típ nhá. Các bác lấy 3 típ giá của nó sẽ là 50.000, 3 típ keo dày là 50.000, còn các bác lấy lẻ một típ là 20.000 nhá. Một típ này sẽ có dung tích là 60 ml. Đây, đấy, cái đầu của nó sẽ là đầu kim như này, nên là các bác dùng thoải mái nhá, không lo nó bị tịt đầu đâu, vì cái đầu nó là cái đầu kim. Đấy, có thấy do nó là cái đầu kim nên là các bác cứ dùng thoải mái. Đấy, dùng xong các bác xỏ cái đầu cho em, nó có cái kim nên là không lo nó bị tắc đầu nhá, dùng được lâu, dùng được lâu. Bình thường là những cái dòng keo bình thường là nó không có những cái lỗ kim này đâu, dùng các bác dùng một thời gian nó chết keo hoặc nó bị đông cứng phần đầu là các bác không thể xài được nhá. Đấy, nhưng con này thiết kế rất là hay là nó có cái đầu kim này đó, nên các bác không lo nó bị tắc đầu, dùng thoải mái cho em luôn, dùng được lâu được dài nhá. Một típ keo đến rồi 60 ml, giá 20.000, bên em đang bán cho bác 3 típ. Nếu mà các bác lấy 3 típ thì giá sẽ là 50.000, 3 típ là 50.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là keo dán dày, dán dép nhá. Đấy, dày rách này, dép rách này, các bác mua về dán em, đỡ bỏ đi nó phí đi, mình mua về mình dán em nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, đây đầu kim. Đấy, về các bác ví dụ đế giày, mũi giày thứ nó bong này, rồi là dép rách các thứ này, về các bác dán cho em rất ok luôn. Đấy, chuyên để các bác dán giày, dán dép các bác nhá. Đó, 20.000 một típ keo dán giày này, lấy 3 típ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng đài FM nhá, dòng đài FM radio và có kèm cả đồng hồ luôn. Đó, đi em báo giá luôn. Cái mã này thì hiện tại em đang gửi bác giá thì siêu tốt luôn các nhá, giá tốt nhất thị trường. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đài FM. Đấy, đài FM hoặc đài radio có kèm cả đồng hồ nhá các nhá. Giá bữa trước đang bán bác là 270.000. Hôm nay em xả nhanh, bán nhanh bác luôn. Giá siêu tốt, giá bao giá thị trường luôn. 240.000 một cây, và bên em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn nhá. Đấy, với mức giá 240.000 lại còn bao ship tận nhà luôn. Đài thì nghe cực kỳ hay. Con này các bác có thể là kết nối với điện thoại để các bác nghe nhạc. Ngoài ra thì mình có thể nghe đài FM. Đấy, các bác hay ở nhà mình buồn, đấy rồi các bác mở ra mình nghe đài FM này, nghe radio này, rất tiện dụng. Và thiết kế nó cực kỳ đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển hồi xưa nhá, rất đẹp luôn. Đấy, đây có phần đồng hồ này, phần công tắc bật tắt, rồi là phần nút bên này là phần dò kênh này, tay sách này, vân giả gỗ rất đẹp nhé, có cả phần anten. Đó, đây nút chỉnh đồng hồ đằng sau này. Đấy, cái này nút chỉnh đồng hồ này, chỉnh giờ các bác nhé, chỉnh giờ đằng sau. Rồi bên hông thì sẽ có những cái nút như là cổng sạc này. Cái con này nó sử dụng cái nguồn sạc là DC 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, thì các bác sẽ lấy cho em cái dây. Đây cái dây sạc của nó đằng sau cái nắp này. Các bác mở cái nắp ra. Đó, sau đó các bác lấy cái dây sạc ra.
và khi mà hết pin thì các bác lại cắm trong cái dây sạc vào đây. Đấy, và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác có cục sạc điện thoại các bác cắm vô là các bác sạc cho cái đài này rồi. Đấy, nó sử dụng cái nguồn sạc là nguồn DC 5V nhá. Ở đây nó có một cái cổng, đó là cái cổng USB để ví dụ các bác có những cái thiết bị mà tích hợp nhạc vào cái USB ấy, vào cái thẻ nhớ ấy, thì các bác cắm vào đây. Còn ở đây thì là cái lỗ cắm thẻ nhớ, nếu mà các bác có những cái loại thẻ nhớ nhỏ, thẻ nhớ micro USB thì các bác cắm vô đây. Đây là cái cổng tai nghe này, còn đây là cái nút công tắc để các bác bật tắt đồng hồ nhá. Đấy, nó có cả công tắc bật tắt đồng hồ luôn. Các bác muốn dùng đồng hồ thì các bác bật lên on cho em. Đấy, muốn tắt đồng hồ thì các bác bật về off nhá. Đấy, và cái nút đằng sau đó là cái vòng xoay để các bác chỉnh đồng hồ nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, cái nút đằng sau này em đang xoay này. Đấy, để các bác chỉnh giờ, ví dụ là hiện tại đang là 1 giờ, các bác xoay cho em về 1 giờ này. Đấy, để các bác chỉnh giờ nhá. Và đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Đấy là bắt đầu đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ kiểu dạng đồng hồ cơ nhá, chạy cực kỳ êm, không có tiếng động luôn, rất là ok. Đấy, rất xịn sò ngon này. Giờ em sẽ đi vào test đài cho bác nghe này. Con này thì các bác có thể bắt được cho em các dòng ví dụ như là SVK này, rồi là có cả đài AM này. Đài AM này. Rồi là đài FM này. Đấy, rồi là MP3 nhá. MP3 thì các bác kết nối với Bluetooth nhá. Cái mã loa của nó, cái mã kết nối Bluetooth của nó sẽ là NS không nhá. Đấy, NS8898BT này. Đấy thì cái mã đấy là cái mã kết nối Bluetooth. Còn về các bác muốn nghe đài FM thì các bác bật lên cho. Đấy, các bác chuyển cho em về chế độ là FM nhá. Đấy, hiện tại đang ở MP3, các bác gạt về cho. Đấy, đúng chế độ FM này. Các bác bật đài lên. Đấy, bắt đầu nó sôi nhá. Cái nút này thì nó sẽ là cái nút công tắc bật tắt kèm với lại là tăng giảm volume, tăng giảm âm lượng ở cái nút bên tay trái em đang xoay đây. Đấy, đây em bật đánh tay cái bắt đầu là nó đã mở các bác nhá, và bắt đầu các bác nhích dần lên thì nó sẽ tăng âm lượng lên. Đấy, còn các bác muốn cho nó giảm xuống thì các bác xoay nó giảm xuống. Đấy, và các bác xoay hết cỡ thì nó kêu tay cái là tắt đi, còn các bác muốn ấy thì các bác xoay lại. Đấy, xèo 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 này là bắt đầu đang giò nhá, thì các bác xoay theo cái nút bên này này. Đấy, cái nút bên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác dò kênh nhá. Các bác dò kênh thì nhớ giúp em lưu ý cho em là chỗ nào sóng yếu đó các bác gạt cho em cái anten này lên. Đấy, gạt cho em cái anten này lên. Sau đó là các bác xoay cho em cái vòng này. Xoay cho em cái vòng bên này này. Đấy, xoay cái vòng bên này. Thì các bác dò kênh từ từ nhá. Các bác đừng xoay nhanh nhá. Dò, các bác dò từ từ thôi. Trong đó có việc đảm bảo đủ thuốc trong kho lưu trữ. Bên cạnh đó, khoản đầu tư cũng hỗ trợ được. Đó, thấy không? Rất ok nhá. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Để triển khai các dự án này, Australia sẽ cử các chuyên gia y tế từ các bệnh viện, trường đại học và các tổ chức y tế của nước này đến khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết chính đấy, phủ con này nghe khá là to ạ, con này nghe to lắm. Đấy. Thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng ở bên group bên này nhá, các bác muốn nghe nhỏ là các bác cho nhỏ đi, muốn to cho to là các bác cho to lên. Ở tỉnh Đông Kalimantan, Võ Giang, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia được. Đấy, cái này đăng Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nhá, rất ok luôn. Đấy, về các bác nghe đài, nghe đóm ở đây, nghe nhạc này, kết nối Bluetooth này, cắm vào thẻ, cắm được cả thẻ nhớ này, USB này. Đấy, rồi là có cả phần đồng hồ nhá. Có nhá, có cả phần đồng hồ. Báo giờ báo giấc ngon lành luôn. Đấy, tay sách, sách mà đi mà lại rất ok. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái sạc vào và các bác sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài có thế thôi. Cái con này rất là hay là nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin 18650 này. Đây này. Đấy, pin này nó đã có sẵn một viên trong này rồi. Đấy thì nó sử dụng cái pin 18650 này. Cái pin này thứ nhất là nó sạc tích điện được các bác nhá. Đấy, sạc tích điện được thì khi mà hết pin thì các bác sạc đầy, sau đó các bác lôi ra các bác xài. Và lúc nào mà pin hỏng thì mình vẫn có thể thay thế thoải mái, và cái pin này thị trường nó bán rất là nhiều và bên em cũng đang bán, nếu mà các bác muốn mua thêm. Thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 này là 20.000 một viên. Nếu mà các bác muốn mua thêm pin để về dự phòng ấy, còn sẵn trong đài là nó có sẵn một viên pin rồi có nhá. Thì nếu mà các bác không cần thì mình có thể dùng luôn cái pin ở trong đài nhá, được. Đó, không cần thiết. Đó, cái này thì nếu mà trong trường hợp dự phòng các bác nghe nhiều thôi thì mình mới cần mua thêm, còn sẵn một viên này thì các bác nghe thoải mái rồi. Đó, rất ok. Đây mở lại cho bác coi này. Dân tham gia cuộc đua được tổ chức ở tỉnh Kampong Serpu, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 80 km về phía tây. Nhà vô địch được trao giải thưởng trị giá 298 đô la cùng cúp lưu niệm. Đấy, có thấy không? Rất ok nhá. Đồng hồ chạy đài nghe ngon lành luôn. Đấy, rồi là phần anten tổng các thứ ngon lành nhá các bác nhá. Giá là rất là hợp lý luôn. 240.000 một cái các bác nhá, 240.000. Các bác có thể bắt Bluetooth này, nghe đài FM này, rồi là nghe nhạc qua thẻ nhớ USB.
có cả đồng hồ xem giờ giấc là 240.000 một cái. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây đài với em nhá. Đấy, em quay khá là chi tiết rồi. Về cái này thì nói chung là rất là dễ xài thôi. Các bác cứ tập tành cho em một vài lần gái là các biết xài, các bác biết ngay xài các nút ngay. Đấy, tăng giảm âm lượng bật tắt bên này luôn. Bên này là cái nút gió kênh nhá. Rồi là có các chế độ này SVK này, AM, FM này, rồi là MP3 này, nick bài, rồi là chuyển bài các thứ này. Các thứ ok luôn. Nói chung là cực kỳ dễ dùng và đặc biệt dành cho các bác người già rất dễ dùng luôn. Nó là dòng đài tích điện nhá, có cả pin tích điện luôn. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vô các bác sạc. Dây sạc thì bên em sẽ để đằng sau. Thì về các bác mở cái nắp đậy này ra là sẽ thấy dây sạc nhá. Đấy, sẽ lấy dây sạc. Về các bác có cái cục sạc điện thoại này mình thì các bác cắm vào là sạc cho cái đài này rồi. Rất ok luôn. Giá bình dân thôi. 240.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là đài với em. Mới nguyên hộp này rất là đẹp luôn. Đấy, rất chắc chắn bay đám. Nó 240.000 một cái nhá. Chắc chắn chất lượng rất đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển, decor rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đặc sản của Hàn Quốc này, một cái đặc sản rất là nổi tiếng, tiếng đó là táo nhá. Đấy, đó là táo khô. Đấy, Hàn Quốc thì nổi tiếng về táo khô rồi. Cái sản phẩm này kết hợp với lại thương hiệu Samsung, đấy sản xuất ra cái dòng táo khô này, hàng made in Korea này. Đấy thì bên em sẽ bán theo hộp nhá, một hộp là nó sẽ có một bịch trong một bịch nha. Đóng gói rất kỹ càng luôn và các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng này, mua về sử dụng này. Đấy, rồi là các bác mua về nói chung là cái táo này ăn rất là tốt luôn, làm được rất nhiều món và ăn rất là tốt nhá. Nó là dòng táo khô nhá, táo khô. Đấy, cái này thì về các bác có thể là ăn trực tiếp luôn. Đấy, ăn trực tiếp được luôn nhá. Ngoài ra thì mình có thể là ví dụ như là trứng yến này, rồi là làm những cái món hầm này, và một cái món rất là ngon nữa đó là dành cho các bác nam, đó là ngâm rượu nhá. Cái này thì anh em cũng đang ngâm rượu, uống rất êm và rất là ngọt, dễ uống luôn. Đấy, cái táo khô thì ngâm rượu ngon lắm. Và nhiều bác hỏi em là cái táo khô này thì hạn nó còn lâu không, thì em báo cáo bác luôn là hạn nó được rất là lâu nhá. Hạn vì hàng này của nó hàng khô mà, hàng nó sấy khô, hàng sấy khô theo dạng kiểu là sấy khô trong phòng cách nhiệt đấy, nên là thời hạn nó rất lâu đây này. Hạn của nó lên đến là 2027 nhá, 2027, nên là các bác yên tâm nhá, dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Korea kết hợp với thương hiệu Samsung cho ra cái sản phẩm nha. Đấy, nói chung là táo khô nó đặc sản của Hàn Quốc rồi. Riêng về nói về táo thì Hàn Quốc nó là cái thiên đường của táo này rồi. Đấy, táo khô, táo tươi rất ngon luôn. Riêng táo Hàn Quốc cực kỳ ngon. Đấy, và táo này bên em bán rất là nhiều. Thì em sẽ bán theo hộp này có nhá. Một hộp một bịch nha. Thì sẽ có giá là đi 80.000 nhá, 80.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp táo khô hoặc là bịch táo khô. Các bác mua về dùng để ngâm rượu này, rồi là trưng yến này, rồi là làm những cái món hầm, rồi có thể là ăn trực tiếp được luôn. Đấy, dành cho các bác tiểu đường hoặc là cao huyết áp các thứ, giờ các bác ăn cái này rất là tốt luôn đấy. Đấy, ăn này rất là tốt luôn. Đấy, sẽ bán theo một hộp như này nhá, nguyên hộp luôn, gửi đến tay các bác là nguyên hộp nha. Giá của nó thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bịch táo khô, bên em đang gửi bác giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000 một cái hộp, một cái bịch táo khô này, 80.000 một hộp. Đấy, dòng táo khô của Hàn Quốc nhá, thương hiệu Samsung kết hợp. Đấy, nó kết hợp với lại những cái người nông dân Hàn Quốc cho ra cái thương phẩm sản phẩm này rất ok. Hạn dùng là nhắc lại các bác là đến 2027, nên là các bác yên tâm nhá, dùng cho em thoải mái luôn. Hàng là hàng date mới nên là hạn sử dụng được rất là lâu, nên là dùng thoải mái luôn nhá. 80.000 một hộp táo khô nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng kẹp Eto của Asahi. Dòng kẹp Eto là dòng kẹp dạng Eto kẹp lớn nhá. Đấy, Eto lớn, Eto 60mm này. Đây, toàn bộ thông số kích thước trên hình ảnh các bác đang nhìn đây. Đấy, 60mm nhá. Cái con này nó có thể là quay 360 độ này. Đấy, rồi là chỉnh ngàm 25 này, 60 này, phần bản của nó là 60 nhá các nhá. Hàng của Asahi. Đấy thì em sẽ báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kẹp Eto lớn nhá, kẹp Eto dạng lớn. Đó. Thì bên em đang bán cái kẹp Eto lớn nha. Với mức giá sẽ là 190.000 một cái nhá, của Asahi, 190.000 một cái kẹp Eto này. Hàng này rất là đẹp chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nhiều bác hỏi em là nó có nặng không, thì em nói luôn là với chiếc em đang cân là nó nặng khoảng tầm hơn 1 kg nhá, khoảng tầm hơn 1 kg. Đó. Nó là dạng Eto thép nhá, Eto thép rất chắc chắn luôn. Đây. Đó, cực kỳ đẹp luôn này, Asahi thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn chất lượng luôn này. Đây. Các bác có nhìn này, phần ngàm này, phần kẹp bàn. Cái con này là hay của con này, nó là dạng kẹp bàn, nên là ví dụ các bác sử dụng ấy là các bác sử dụng với các bác mang đi mang lại nó rất là tiện, mình di động được nhá, mình thích kẹp chỗ nào mình kẹp nhá. Đấy, mình thích kẹp chỗ nào kẹp thì lúc nào kẹp thì các bác tháo kẹp thì các bác xoay cái này, còn lúc nào các bác kẹp tìm được cái chỗ kẹp các bác kẹp vào các bác siết nó vào, đấy nó sẽ kẹp chắc luôn. Đấy, và cái con này thì đây, cái phần mở cái lẫy ra này thì nó có thể là xoay được 360 độ nhá. Đấy, xoay được 360 độ rất là ok. Đấy, xoay được 360 độ này rất là ngon, này cái nhà luôn.
Và đây là cái phần trên để các bác mở ngàn này. Đấy, mở ngàn nhá. Rất trơn tru ngon lành luôn. Đây em xoay bằng một ngón tay nó rất là êm. Đó thì các bác siết vào. Siết vào để các bác làm những cái đồ cơ khí cho các bác siết đây để các bác định vị lại, sau đó mình hàn hủng các thứ rồi mình mài rũa rồi. Ở đây trên này nó có một cái phần góc này để các bác đe nhá. Đấy, các bác gò gõ cái này như kiểu một cái đe ấy để các bác gò gõ rồi là các thứ rồi. Gò kiếp ở trên cái đe này. Đấy, cái phần đe này nó rất ok. Rất chất lượng luôn, đẹp lắm. Đó. Chắc chắn mà nói chung là các bác thợ thuyền, anh em sử dụng gia đình nên có một cái này, đôi khi rất là cần. Mình hàn hiếc rồi mình thiết kế sử dụng mài rũa những cái đồ là mình cho nên kẹp nó chắc chắn này. Đấy, để các bác làm những đòi hỏi những cái đồ nó độ chính xác cao thì nên có một cái kẹp Eto nhá, xài rất là ngon luôn. 190.000 một cái nhá. Lên mã như em sẽ là cái kẹp Eto của Asahi 190.000. Nó là cái kẹp Eto dạng lớn nhá. Đấy, ngoài ra thì bên em đang có cái kẹp Eto dạng linh kiện nhỏ thì 40.000 một cái. Còn cái này nó là dạng lớn, dạng cho anh em cơ khí thợ thuyền. Các bác dùng làm những cái đồ cơ khí thì cần những con Eto lớn nhá, các bác xài. 190.000 một cái nhá, kẹp Eto lớn nhá, 190k một kẹp Eto. Hàng rất là chất lượng chắc chắn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp nước giặt của Nhật này, hộp nước giặt 100 viên của Nhật nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều. Một hộp nước giặt này là 100 viên nhá, về các bác dùng để xài. Đấy thì bên em sẽ bán theo túi lẻ hoặc là bán theo cả hộp nha. Thì em sẽ báo giá hộp trước này. Một hộp này là 100 viên thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên. Đấy, hộp nước giặt 100 viên nhá. Cái này nó có kèm cả giặt cả xả luôn. Đấy, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng dùng rất thích nhá. Đấy. 100 viên, giá của nó sẽ là 80.000 một cái hộp 100 viên nha. Đấy, 80.000 một hộp 100 viên. Đây. Đấy, 100 PCS là 100 viên này, chuyên dùng cho giặt quần áo nữa nhá. Giặt sạch mà mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, vừa giặt vừa xả kết hợp luôn. Đó, hộp nước giặt 80.000 một hộp. Ngoài ra thì đây. Bên em sẽ bán lẻ theo túi nhá. Thì một cái hộp này này, khi mà bóc ra thì nó sẽ có là 5 túi như này. Đấy, 5 túi này các nhá. Đây, 5 túi này. Đó, 5 cái túi nhỏ như này, nó sẽ chia sẵn ra. Đấy thì nếu mà các bác có nhu cầu mua túi thì mình sẽ bán ở túi nhá, còn là sẵn trong hộp thì nó sẽ có là 5 cái túi nha. Thì 5 túi này thì nó sẽ chia ra là mỗi túi là 20 viên. Đây, mỗi túi là 20 viên nhỏ này thì tổng 5 túi là 100 viên nhá, tổng 5 túi là 100 viên. Thì nếu mà các bác mua lẻ theo túi, túi nước giặt đấy, mua lẻ theo túi các bác dùng ít có thể mua theo túi ấy, thì lẻ một túi nha thì bên em đang gửi bác là đi 20.000 một túi 20 viên nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi nước giặt này. Đấy, túi nước giặt 20 viên. Giá của nó sẽ là 20.000. Đấy, còn nếu mà các bác mua theo hộp 100 viên, 5 túi thì giá nó sẽ tốt hơn là 80.000, còn nếu mà mua lẻ này thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Cái này tùy nhu cầu thôi. Các bác có thể cân đối, mua nhiều mua ít tùy. Đấy, còn bán hộp là 100 viên là 80.000, còn bán lẻ một túi 20 viên là 20.000 các nhá. Thì nó là dạng viên nhỉ. Đây, cái túi em cũng đang xài, nó là dạng viên nhỉ. Túi em đang xài này. Đấy, dạng viên viên nước giặt này thì về là các bác một cái viên này nó giặt khoảng tầm 2-3 cân quần áo nhá. Về các bác cứ vứt trực tiếp cái viên này vào trong máy giặt các bác giặt nhá, hoặc là các bác có thể là các bác giặt tay thì mình có thể là lấy ra các bác ngâm nước trước. Đấy, khi mà ngâm nước thì nó sẽ nhũn và tự động là nó sẽ vỡ ra, và các bác có thể là giặt tay đều được nhá, giặt tay giặt máy đều được luôn. Đấy, các bác cứ ngâm nước cái này là nó tự động là nó sẽ vỡ ra nhé, rất là hay luôn. Đây, nó là dạng viên viên này. Đấy, khi mà ngâm nước nó sẽ vỡ ra, rất ok luôn. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng và giặt khá là sạch luôn. Một túi là 20.000 nhé, một túi 20 viên là 20.000. Còn các bác mua lẻ, mua cả hộp thì là 100 viên là 80.000. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên là 80. Còn lấy túi thì lên mã giúp em sẽ là túi nước giặt 20 viên 20.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái con máy thổi hút bụi này. Lên mã sẽ con máy thổi, con này vừa thổi vừa hút được nha. Đấy, vừa thổi hút nhưng mà chủ yếu là nó thổi được quá. Đấy, còn hút thì nó là phụ thôi, chủ yếu là thổi thôi nha. Đấy, thì các bác về các bác mua dùng để thổi cũng rất hay. Đó, đây bên trong phụ kiện này đủ đi kèm này. Đấy, sử dụng nguồn 220 dùng rất là tiện luôn. Chủ yếu là các bác thổi, ví dụ mình thổi bụi, thổi lá cây là rất là tiện dụng luôn. Đấy, con này thì nói luôn hàng sản xuất tại Trung Quốc nhá, Made in China. Đấy, Made in China. Công suất của nó sẽ là 1000W này, và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá, cực kỳ khỏe luôn, máy chạy khỏe lắm. Đấy, thổi phe phe luôn. Ở đây các bác muốn thổi, các bác lắp cho em cái đầu này mà cái đầu chóp chóp này. Đấy, các bác bấm công tắc đây nhá, bấm công tắc đây, đây nó có cực công tắc này. Đấy, motor đây. Đấy, bấm vào trực tiếp vào nguồn 220 các bác bắn cho em, thổi cực kỳ khỏe luôn. Ngoài ra nếu các bác muốn hút ấy, thì các bác lại chuyển cái đầu này về đây. Đấy, thì các bác lại hút nhá. Đấy, và khi mà hút thì các bác lắp cho em cái túi này vào này. Đấy, lắp cho em cái túi này vào để cho nó chứa rác ạ. Đấy, để cho nó chứa rác.
thì các bác lắp vào đây nhá, lắp vào đây. Đấy thì khi mà hút thì nó sẽ hút và truyền, nó truyền rác thì nó sẽ đựng vào trong cái túi này. Đấy còn nếu mà muốn thổi thì các bác lại chỗ đổ cái đầu về đây để các bác thổi nhá. Máy thì cực kỳ khỏe luôn, máy thổi khỏe lắm. Đây em sẽ cắm cho bác coi này. Đây đây em sẽ test cho bác coi nhá. Thổi thì cực kỳ khỏe luôn này, em bật máy này. Đây là lồng ổ điện. Cắm lại cho bác coi nhá. Thổi khỏe lắm, con này thổi kinh khủng luôn. Đây là luôn. Đấy, thấy không? Đấy. Mà cái tầm thổi nó cũng rất là xa nhá. Đó đây. Đây nhìn biết này. Nó thổi mà các bác cầm không chắc tay nó đẩy về sau luôn nhá. Nó đẩy về sau luôn, nó thổi khỏe lắm, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Máy thổi bụi công suất 1000W này. Vòng tua 13.000 vòng trên vốt và sử dụng điện 220. Đấy, em báo giá luôn. Con này thì hiện tại em đang có giá là 220.000 một chiếc nhá và bao ship tận nhà luôn. Về các bác dùng để thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây. Đấy rồi là thổi này, rồi có cả chức năng hút luôn nhá. Đấy như chủ yếu là nó thổi thôi, chứ hút thì nó phần thôi. Đấy, chủ yếu là thổi thôi nhá. Lên mã em sẽ cái con máy thổi hút bụi này. Máy thổi hút bụi nhá. 220.000 một cây nhá, 220k một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy bao ship tận nhà, máy thổi hút bụi nhá, 220k bao ship. Tiếp theo thì em lên nhanh cho bác mã hàng, đó là cái hộp ô tô đồ chơi này. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi nhá. Hộp này thì em báo giá luôn. Hiện tại em đang có giá là đi 100k một hộp đâu nhá, 100k một hộp. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em. Đấy hộp ô tô đồ chơi nhá, cho trẻ em nhá. Giá sẽ là 100k một hộp nha. Một hộp này là sẽ là 30 xe ô tô đồ chơi các kiểu các loại luôn, rất là đẹp, nhìn rất là ok. Đấy, về các bác sử dụng mình cho các cháu này mình chơi này. Một hộp này là 30 xe nhá, đựng trong chiếc hộp như này. Và xe này của nó sẽ là xe khung nhôm và nó có cả cái phần đây này, cả phần cốt này. Đấy có thấy không? Cốt chạy cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy về để cho các cháu này mình chơi với nhau rất ok. 30 xe là cả nhà chơi với nhau luôn. Đấy. Thân xe nó thân nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, một hộp là 30 xe. Và rất nhiều màu sắc và rất nhiều các loại xe khác nhau nhá. Đấy rất nhiều màu sắc, rất nhiều các loại xe khác nhau. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, 100k một hộp nhá, 100k một hộp. Hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em nhá. Một hộp là 30 xe, 100k một hộp nhá. Đó, tiếp theo thì em lên luôn đi bác. Đó là cái mã đèn hai đầu này. Đấy, con này thì bên em đang bán rất nhiều rồi. Giá thì cũng bao giá thị trường luôn. Lên mã em sẽ có con sản phẩm là đèn hai đầu. Đèn hai đầu này thì đang có giá là đi 240.000 luôn nhá, 240k và bao ship cho bác tận nhà luôn, bao ship tận nhà luôn, giá rất tốt. Đó. Các bác cứ mua hóa đơn trên 200 là bao ship rồi mà. Con đèn này là bao ship là đương nhiên rồi. Đấy. Con sản phẩm đèn cực kỳ chất lượng. Dòng đèn pin hai đầu của cảnh sát Nhật nhá. Đây. Hàng Polykea Made in Japan. Con này chiếu sáng, tầm chiếu xa của nó từ 800 cho đến 1200m nhá. Chiếu kỳ xa luôn, cực kỳ sáng nhá. Đây con nhìn này. Ánh sáng của nó trắng xóa luôn này, sáng dã man luôn. Các bác có thể lên xem video em test rất nhiều lần con này rồi, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy. Nó con này có hai chế độ sáng cả hai đầu luôn nhá. Phần đầu này được bọc cao su chống va đập chống vỡ nhá. Đấy, toàn bộ này dòng mắt LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Đấy. Đấy các bác có thể bật cả bên hông này, rồi bật phát bên này luôn này. Đấy, sáng cả bên này luôn, sáng cả bên này. Rồi bật phát sáng cả bên này luôn. Đấy, rất ok nhá, sáng phát hai đầu luôn này. Đấy thì các bác cứ lên mã nhá, em sẽ là cái sản phẩm là đèn hai đầu nhá. 240.000. Có báo cả vạch pin luôn, khi mà các bác bật báo cả vạch pin để biết là pin nó còn nhiều hết. Đây là cái phần chân sạc này. Đấy, chân của nó là chân nhỏ, chân sạc. Còn cái chân to là cái cổng USB để các bác sạc ra nhá. Ví dụ điện thoại hết pin thì mình có thể cắm ở đây. Đấy, để các bác lấy cái pin của cái đèn này các bác sạc cho điện thoại nhá. Đấy, như kiểu là một cái cục sạc dự phòng ấy. Có cả một cái lỗ ốc 3/4 để các bác có thể ví dụ về bắt vào những cái con chân ốc 3/4 rất ok. Đấy, hàng Made in Japan, rất xịn sò. Lên mã em sẽ là đèn hai đầu nhá, cực kỳ sáng. Có các chế độ sáng là chiếu xa này, rồi là ánh sáng rộng này. Đấy, rồi ánh sáng rộng nữa này, rồi là có cả nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy loạn luôn, rất hay. 240.000 nhá, 240.000 thôi, vào việc luôn, giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Đi kèm có cả một cái giọng cộng dây cáp sạc nhá. Thì cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vô đấy để các bác sạc cho cái đèn này là xài thôi. 240k nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn hai đầu, 240.000 một cây, bao ship tận nhà. Đèn siêu sáng luôn nhá, không sáng không lấy tiền bác luôn, cực kỳ sáng luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác mã hàng, đó là cái nồi bí ngô. Đấy, để về các bác Tết nhất mình sử dụng này.
Con nồi này thì cực kỳ to. Nồi này dung tích của nó là 8 lít nhá. Đấy, đường kính của nó là 28 cm. Và sản phẩm này thì có thể được nấu được các loại bếp này, như bếp từ này, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp ga, nấu được tất cả các loại bếp luôn. Nồi này thì lên mã cho em sẽ là sản phẩm là nồi bí ngô nhá, nồi bí ngô. Đó thì hôm nay em sẽ xả cái máy luôn nhá. Lên mã thì em sẽ cái nồi bí ngô, nồi này là nồi to, nồi 8 lít luôn nhá. Về các bác luộc gà, luộc vịt đây cũng ok này. Đấy, rồi những nấu những cái món mà đông người, đấy, nhà đông người. Nồi bí ngô nhá. Bữa trước đang bán cái nồi này là 200, giảm luôn đấy bác, giá chỉ còn có là đi 140.000. 140.000 một con nồi này, quá hạt rẻ luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình rất ok. Đây. Lấy bác coi một cái nhá. Nồi rất đẹp luôn, nó là hình bí ngô như trên hình các bác coi nhá. Đấy. À, sản phẩm này có sử dụng được bếp từ nhá. Đấy, nhiều bác hỏi là có dùng bếp từ không, thì nồi dùng bếp từ ngon lành. Hầu như bây giờ các loại nồi bây giờ nó đều dùng bếp từ hết các bạn. Bên trong thì sẽ có những cái phụ kiện này về các bác lắp đặt này. Đấy, có phần quai nắp vung này, rồi là cái phần quai tay cầm. Thì về các bác cái này các bác tự lắp đặt vào nhé. Thì các bác cứ nhìn ở trên cái hình này, các bác lắp vào là xong mà, nó dễ lắp không mà. Đấy. Còn đây, cái này là cái giấy thông tin sản phẩm thôi. Đó. Nồi rất là dày. Bên trong là có tráng một lớp chống dính nhá. Đấy, tráng đá một lớp chống dính này, nếu có dùng nguyên tâm không lo nó bị dính riếc đâu. Tráng chống dính ngon đấy rồi. Đấy, phần dưới này. Đó, ok luôn nhá, chất lượng luôn. Đây. Hàng này của nó thì sẽ là hàng nắp vung kính luôn. Đấy, nắp vung kính trong suốt, cường lực luôn, cực kỳ dày chắc chắn nhá, cực kỳ dày chắc chắn luôn. Đấy, nắp vung kính thì khi mà các bác sử dụng nấu đồ ăn dễ theo dõi nhá. Đấy, nắp này nó có cả cái giò này rất là kín luôn, các bác đậy rất là kín. Cái hay của cái sản phẩm này là cái phần vung ấy nó sẽ lồi lên. Đấy, cái phần vung nó sẽ lồi lên để khi mà ví dụ mình có luộc những con gà, con vịt ra. Đấy là các bác diện tích nó thoải mái nhá, nó không bị cấn quá. Đấy, ví dụ các bác luộc con gà, con vịt to ở đây là thoải mái luôn, vì cái nồi của nó nồi 8 lít cơ mà, chứ không phải là nồi bé đâu. Đây này, nồi 8 lít, đường kính nồi là 28 cm nhá. Giá đang xả kho là 140.000 một chiếc nhá. Nên mã giúp cho em sẽ là nồi bí ngô, giảm giá xả kho sập sàn luôn với cái mã này luôn. Đấy, các bác tranh thủ chốt nhanh luôn nhá. Về mình sắm Tết mình mua về. Đấy, luộc gà, luộc vịt rồi những cái đồ to ở đây rất ok. Và có thể sử dụng bếp từ các bác nhá. Đấy, dùng bếp từ cho em ok luôn. 140.000 vào việc luôn, nồi bí ngô các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay. Đấy, để về các bác sử dụng tập thể dục này. Đấy, xoay eo xiếc này. Đấy, Tết đã đến nơi rồi, mình cầm cái form dáng vóc dáng thật là đẹp tuyệt vời này. Đấy, eo yếc là thon gọn này. Đấy, đặc biệt là chị em phụ nữ nhá, mặc áo dài yếc đi chơi Tết mà bụng hơi vệ thì cũng hơi xấu. Đấy, mình mua cái này về. Các bác cho lên các bác xoay cho em, eo yếc đẹp ngon này như người bác ơi luôn. Cực kỳ là dễ dùng mà giá rất là bình dân thôi. Vừa tốt cho sức khỏe mà eo thon dáng đẹp nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái xoay eo. Đấy, xoay eo nhá. Cái này thì em báo giá luôn 40.000 một chiếc thôi nhá. 40.000 một chiếc xoay eo nha. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Đấy, các bác nào muốn một cái vóc dáng thật đẹp thì mua cho em cái con này về, rất hay luôn. Đấy. Ở đây thì nó có những cái phần gai nó lên này. Đấy, các bác vừa lên đây các bác xoay này, vừa xoay này và các bác vừa massage được cái lòng bàn chân. Đấy, lòng bàn chân thì đặc biệt là rất nhiều dây thần kinh. Đấy, thì các bác lên đứng lên đây các bác xoay thì vừa xoay được eo, vừa massage được cái khu vực bàn chân nhá. Đấy, để nó kích thích cái dây thần kinh. Đấy, giúp lưu thông khí huyết này. Đấy, đả thông kinh mạch này. Đấy, rồi là nói chung là rất là tốt cho sức khỏe luôn, rất ok. Đấy, các bác chỉ việc đứng lên các bác xoay thôi, rất ok luôn nhá. 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc đây, để em gọi người mẫu nhà em quay cho bác coi. Đây này, khi mà người mẫu nhà em quay này. Đấy, thì các bác cứ đứng lên các bác quay thôi. Đấy, cứ quay này. Đấy, thì eo ót là thon gọn ngon lành ngay, rồi là vừa quay vừa massage chân nhá, rất ngon lành luôn. Đó, tiện dụng mà nó rất là dễ sử dụng các bác. Đó, đi lên mã cho em sẽ là sản phẩm là xoay eo nhá. 40.000 cho một chiếc xoay eo này, 40.000 một chiếc. Và việc chốt nhanh luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy sấy giày này. Đấy, đợt này bắt đầu đang vào mùa ẩm này. Đấy, đặc biệt là miền Bắc mùa ẩm này. Đấy, mùa mưa xảy ra liên tục. Đấy, tình trạng là giày giếc các bác là rất hay bị ẩm ướt. Đó, rồi là ví dụ ngày Tết gần nhất đến nơi rồi, giày giếc không khô được thì các bác mua ngay cho em con máy sấy giày này về. Rất tiện dụng luôn. Đó, các bác về chỉ việc cắm vào, xỏ giày vào là các bác sử dụng thôi, rất hay. Đây, thì về các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 này. Đấy, sau đó các bác mở trên cái phần khung lên. Đấy, cắm trực tiếp cho em giày hoặc là tất vào đều được nhá. Đấy, các bác có thể sấy giày hoặc là các bác sấy tất đều được nhá. Cắm vào đấy. Sau đó là các bác bật cái đồng hồ đây, nó có phần hẹn giờ này. Đấy, hiện tại thì đang là 30 này, 60, 90, 120. Đấy, các bác ví dụ các bác để 90 thì các bác xoáy em về 90 này. Đấy, hoặc về 120. Ví dụ giày nó ướt thì các bác để về 120. Và khi mà nó sấy thì sẽ tự động nó chạy cái đồng hồ này, và khi mà hết thời gian thì sẽ tự động là nó nảy về. Các bác nhá, tự động là máy nó sẽ ngắt nhá, rất hay. Đấy, con này thì nói chung là dùng khá là hay và cũng cực kỳ là hữu ích luôn. Đó.
các bác giặt giày là các bác chỉ việc để trong vòng tầm 120 phút thôi là giày khô quang luôn. Đấy, khô kính quang luôn, là rất là thơm. Nó có cả công nghệ diệt khuẩn khử mùi nữa nên là dùng rất là tốt nhá. Đấy, mà giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái con máy sấy giày nhá, máy sấy giày. Máy sấy giày giá của nó thì bữa trước đang bán là 250.000, cho em về đây bác mức giá rất tốt luôn. 180.000 một chiếc nhá, 180k. Một chiếc máy sấy giày này, 180.000 một chiếc, rất hay. Đấy, 180k, hàng hãng cực kỳ chất lượng luôn. Đó, rất dễ sử dụng nhá. Cắm trực tiếp nguồn 220, xét cho em thời gian. Đấy, để trong vòng 30 phút thì các bác nhìn ở đây. Đấy, quay cho em. Đến cái đấy là các bác cứ để đấy tự động là nó sẽ chạy hết thời gian, là tự động là nó sẽ ngắt, có thế thôi, rất hay luôn. Đấy, và lúc nào dùng xong thì các bác lại gập nó vào. Gập vào rất gọn gàng. Đấy, để rất gọn gàng, ok luôn. Mình có thể là sấy giày, sấy tất cho em ok luôn nhá. 180.000, xả kho bán anh luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là máy sấy giày nhá, 180k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, dùng rất ok luôn. Đây các bác cùng coi này. Này làm sao bạn đi được đây? Tôi sẽ sử dụng máy sấy giày bằng hơi nóng. Những đôi giày vừa được ngâm nước cũng có thể được làm khô nhanh chóng. Sử dụng khí nóng với nhiệt độ cao, giày sẽ khô nhanh và đảm bảo giày ẩm ướt dễ bị bốc mùi và ẩm mốc. Hãy đặt giày lên máy sấy. Bạn có thể hẹn giờ cho máy tự tắt, sản phẩm có thể gấp gọn. Vậy bạn đã có sản phẩm chưa? Giày ướt như đó, này làm sao bạn đi được đây? Rất ok. Các tôi bác chỉ việc là lấy giày, sau đó là các bác bật máy và các bác xỏ giày lên cái hai cái lỗ ấy, hai cái đường ống nó chỏng lên đấy. Các bác cắm vào đây, các bác nhìn này, nhìn trên video nó cắm lên này. Đấy là cứ thế là các bác cắm vào là các bác xài thôi, rất hay, dễ sử dụng. Chỉ việc là hiện giờ và cứ để đấy là tự động nó sẽ ngắt nhá. Đó, rất hay luôn. Lên mã em sẽ là máy sấy giày nhá, đang xả kho bán anh ra luôn, 180.000 cho một cái con máy sấy giày nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho cái mã hàng luôn, đó là cái cây đèn nấm nhá, đèn nấm đèn ngủ đây. Lên mã em sẽ cái cây đèn nấm hoặc đèn ngủ đều được. Đấy, đèn nấm, đèn ngủ đều được nhá. Đèn ngủ nấm đấy các nhá, đèn ngủ nấm. Em báo giá luôn, bữa trước đang bán cho bác là 40.000, hôm nay em về bác giá rất tốt luôn, bán giá lại tình cảm thôi. 15k cho một cái cây đèn nấm nhá. 15k một cây, dùng rất là hay. Đây, nó là dạng đèn ngấm đủ nhá. Nó có cái chức năng cảm biến là tự động là ban ngày nó sẽ tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên. Đấy, về các bác cắm vào phòng ngủ các thứ này. Đấy. Ok luôn. Đấy, tự động là đây nó có mắt cảm biến này, tự động ban ngày là nó sẽ tắt đi và đúng rồi, ban ngày tắt đi và ban đêm là tự động nó sẽ bật lên nhá, dùng rất hay luôn. Giá thanh lý xả kho đấy bác luôn. 15k một cây nhá, 15k một cái cây đèn ngủ nấm nhá, 15k một cây. Đây nhá, đấy khi mà về các bác dùng thì nếu mà các bác muốn test thì các bác để tay này. Đấy, để tay các bác bịt kín cái phần mắt cảm biến ở bên này này. Đấy là tự động nó sẽ sáng lên, các bác bỏ tay ra cái nó sẽ tắt đi nhá. Đấy đây, rất ok luôn. Đấy, nó cảm biến rất hay nhá. Đấy nó là cái nó có cái chức năng cảm biến rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng cắm làm đèn ngủ thứ ok luôn nhá. 15k một cây. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ sạc ắc quy. Đấy, hiện tại bên em nó có hai mã là bộ sạc 24V và bộ sạc 12V nhá. Toàn bộ hàng này thì của hãng Foxua. Đấy, một trong những thương hiệu chuyên về những cái bộ sạc ắc quy này rất là nổi tiếng rồi. Và hàng này thì bên em bán rất là nhiều, và hàng bên em thì nó luôn là hãng này thì nó có bảo hành luôn nhá, nên có yên tâm. Đấy, dùng hàng này có bảo hành luôn. Đấy, dùng thì cực kỳ ok và rất là chất lượng luôn. Và dòng này thì nó là dòng sạc đời mới nhá, dòng sạc điện tử ạ. Đấy, dòng sạc điện tử và cực kỳ nhiều những cái chế độ rất là hay trong một cái bộ sạc nha. Đấy, hàng này thì em nói luôn nó đến tại thị trường của China cũng nhá, của Trung Quốc cũng nhá. Đấy, nó luôn, nhưng mà Trung Quốc như xuất đi rất nhiều nước này, ví dụ như là Anh này, rồi là có Pháp này, toàn là thị trường khó tính, như Tây Ban Nha này. Đấy, Đức này, Germany này. Đấy, nó các bác nhìn, chỉ cần nhìn cái quyển sách thì rất là các bác biết đi nó xuất đi những cái nước nào, vì đây Russia này, vì nó Italia này, vì nó để ấy mà, nó để những cái ngôn ngữ của những cái nước nó xuất sang để làm hướng dẫn mà. Đấy, bộ này là bộ 12V này, thì đây đấy, bộ 12V này nó sẽ gồm có là một nguồn vào nhá, có quạt tản nhiệt đầy đủ với bác luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt luôn nhá, nguồn là nguồn 220 nhá, và nguồn ra của nó đây, nguồn ra thì sẽ là nguồn 12V. Và cái con sạc 12V này thì cái ampere của nó sử dụng là từ 4A cho đến 100A nhá. Nói chung là những cái dạng bình ô tô, bình xe máy dạng nhỏ vừa là ok. Đấy, các bác sạc là ok. Nói chung là các bác về các bác cứ nhìn cho em là cái bình nhà mình nó sử dụng điện áp từ bao nhiêu này. Nếu mà trong sử dụng phạm vi là từ 4A này cho đến 100A là cái sản phẩm này là nó sẽ sạc được nhá. Cái này sạc được này. Đấy. Còn nếu mà lớn hơn thì các bác có thể tham khảo cho em con 24V này. Đấy. Còn đây, con này là con 12V nhá. Đây em mở luôn cho bác cái con 24V này. 24V thì nhìn nó cái thân của nó sẽ to hơn con 12V chút này. Đấy, nhìn nó sẽ to hơn. Đó, đây. Con này là con 24V nhá. Con này là từ 8A nhá cho đến 150A. Đấy, 8A 150A. Đó, đây. Thông số kỹ thuật đầy đủ đây các bác nhá. Đấy.
hàng của Foxua nên nói chung là dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Sẽ gồm có là một nguồn vào và hai đường ra. Hai đường ra thì nó sẽ có là phân biệt âm dương để các bác biết là các bác kẹp luôn. Nhưng mà cứ yên tâm đi. Còn là những cái dòng này nó là dòng đời mới thì các bác cứ kẹp cho em thoải mái. Kẹp nhầm cực thì nó sẽ báo lỗi nhá và máy nó sẽ không chạy. Và khi nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Và hai cái sản phẩm này là toàn bộ đều có màn hình hiển thị LCD trên này, nó sẽ báo về nhiệt độ bình này, rồi là phần trăm pin là đầy hay chưa để biết lối này. Đấy, cũng như là các bác sạc điện áp nó đang vào là bao nhiêu. Đấy, rồi sản phẩm này thì toàn bộ thì sẽ được sạc là tự ngắt khi đầy nhá. Hai con này đều tự ngắt khi đầy, nghĩa là bình của bác đầy thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt thôi nhá, tự động là nó sẽ ngắt luôn, nó sẽ không sạc nữa, để tránh tình trạng là bình của các bác sạc lâu quá nó bị chai thì nó tự động nó sẽ ngắt hết luôn. Đấy, ngắt toàn bộ nguồn luôn, không nó không cấp nguồn nữa, nó sẽ không sạc được nhá, không sạc luôn. Và thứ hai là nó có chức năng là chống ngược cực này. Đấy, khi mà các bác kẹp ngược cực thì nó chỉ báo lỗi thôi nhá, nó báo lỗi lúc nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó lại hoạt động trở lại, còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là tự động máy sẽ báo lỗi và nó sẽ dừng không hoạt động luôn, rất thông minh luôn nhá. Chế độ thứ ba là chế độ khử sulfat phui khôi phục bình. Đấy, thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này thì theo nhà xuất công bố thì nó sẽ tự động khử sulfat cũng như là khôi phục lại bình thôi nhá. Đấy, ví dụ như bình các bác dùng lâu thì nó sẽ tự động nó khôi phục lại cũng như là nó khử sulfat để nó tăng tuổi thọ của bình nhá. Nói chung là toàn những cái sản phẩm, toàn những cái ưu điểm của nó thôi. Đấy, ưu điểm thôi. Nói chung là nó khắc phục từ những cái sản phẩm đời cũ, nó cho ra những cái dòng sản phẩm sạc điện tử, sạc điện tử nhà rất là hay luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Lên mã thì em sẽ cái con sản phẩm là cái con sạc 12V và con sạc 24V. Đấy, con sạc 12V hiện tại em đang có giá là đi 12V thì hiện tại đang có giá là đi 190.000 nhá, 190.000. 190k này. 190k thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái bộ sạc 12V của Foxua. Đấy, điện áp từ 4H cho đến 100W thì là 190.000. Còn cái con này thì hiện tại em đang giảm giá này. Con này bữa trước đang bán là 350.000. Hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 nhá, 280.000 cho một con sạc 24V này. Đấy, con sạc 24V thì là 280, còn cái con sạc 12V thì là 190 nhá. Đấy, nó chênh nhau 100.000. Cái này thì các bác sạc cho những dạng bình to hơn. Đấy, ví dụ như là bình ô tô, những cái bình to, bình 24V thì các bác dùng cái con này. Còn nếu là sạc dạng xe máy thì miếc nhỏ nhỏ thôi thì các bác sạc cho em cái con 12V này được này. Đấy, ok luôn nhá. Đấy. Hàng hãng, hàng của Foxua nên là có thể dùng yên tâm. Đấy, có lỗi lầm các thứ gì các bác cứ liên hệ bên em sẽ đổi trả bảo hành cho bác nhá, nên rất ok. Đấy, nói chung cực kỳ xịn luôn, toàn những cái sản phẩm chức năng ưu việt thôi. Đấy, tự ngắt này, rồi là chống ngược cực này, khử sulfat khôi phục bình, toàn những chức năng ưu điểm nhá, dùng rất thích luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái mỏ hàn tự động này. Lấy bác xem cái mỏ hàn tự động, cái con này mỏ hàn này tự động nó sẽ ra thiết nhá, dùng rất hay luôn. Con này công suất của nó sẽ là 150W này. Đấy, dòng mỏ hàn của Nhật nhá, made in Japan, cực kỳ xịn chất lượng luôn. Sử dụng nguồn 220 nhá, hàng Nhật xuất nên sử dụng nguồn 220. Đây. Đấy, made in Japan rất ok. Sử dụng nguồn 220 và cái công suất của nó sẽ là 150W nhá. Đấy thì bác nào mà hay hàn hay run tay ấy, để bác mua ngay cho mấy con sản phẩm về. Cái con này là các bác không cần phải cầm thiếc, mỗi lần các bác cầm cái gì dí thiếc là các bác hay bị tay run ấy, là hay bị bong mũi hàn. Đấy, các bác mua cho em con này về. Thì khi mà mua về thì các bác cho cái thiếc này vào này, đây này. Đấy, ví dụ em lấy một cái cuộn thiếc làm mẫu cho bác này. Đấy, thì các bác kéo vuốt cho em cái dây thiếc cho nó thẳng đi. Đấy, sau đó là các bác cho vào cái lỗ này. Đấy, thì một tay đồng thời là các bác tay vào tay ấn vào đây, các bác ấn vào đây nhá, và bắt đầu một tay đồng thời các bác xỏ cho em cái dây thiếc vào đây. Đấy, đồng thời xỏ cái dây thiếc vào đây. Đấy, thì thiếc nó sẽ ra đầu này nhá, khi mà xỏ xong thì thiếc sẽ ra đầu này. Và khi mà các bác hàn lên đâu thì các bác sẽ bấm cho em lên đấy nhá. Đấy, hàn lên đâu mà thiếc nó hết lên đâu thì các bác sẽ bấm cái công tắc này. Đấy, thì thiếc nó sẽ nhà ra từ từ. Đấy, thì các bác sẽ cứ đến đâu là các bác mình sẽ hàn đấy. Đấy, thì thiếc nó tự chủ động là nó sẽ ra lỗ này luôn, rất ok. Đấy, các bác không cần phải cầm thiếc, nhưng mà khi mà con này nó thiết kế là nó đã thiếc nó sẽ đùn ra từ đây rồi. Đấy, thì các bác cứ thế đó, các bác ấy nó sẽ đùn ra thôi. Đấy, và nó có công tắc nguồn đấy nhá, công tắc nguồn thì lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi, có thế thôi, rất ok. Đấy, đây là phần dây nguồn này. Đấy, nguồn 220 cắm trực tiếp nguồn 220 là sao thôi. Đấy, công suất 150W là các bác dùng khá là khỏe luôn đấy, khỏe cực kỳ luôn đấy, nóng rất là nhanh và rất ok luôn. Hàng made in Japan nhá. Lên mã em sẽ cảm phẩm là cái cây mỏ hàn thiếc, mỏ hàn tự động nhá. Lên mã em sẽ là cái mỏ hàn thiếc tự động. Đấy, mỏ hàn thiếc tự động bên em đang bán một cây mỏ hàn thiếc tự động này với giá là đi 130.000 nhá, 130.000 mỏ hàn tự động này, mỏ hàn tự động 130k một cây nhá, 130.000 một cây mỏ hàn tự động của Nhật rất xịn nha.
Đấy, về các bác chỉ việc luồn thiếc vào, sau đó cũng bấm là thiếc ra như trên quay. Còn lại thì cái phần này các bác cắm nguồn 220, bật công tắc lên là xài thôi. Đấy, nóng rất là nhanh. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây cà lê vận ống này. Đây bác sẽ cái cây cà lê vận ống nhá. Cái cây này về các bác dùng để vận ống nước thứ rất ok. Đấy. Những cái ống nước nó ở trong gầm ấy nhá, trong gầm ấy nó rất là khó lách được những cái con cà lê bình thường vào, thì các bác mua ngay cho em mấy con này về. Đây này, đấy, nó có những cái khuôn hình con ốc này. 21 27 thứ là các bác vận ok. Đấy. Và nó có chỉnh các cỡ thứ này ở đây là ok luôn. Đấy, về các bác luồn vào cái phần chậu rửa bát thứ là những cái chỗ mà ngóc ngách các bác không thể vặn được. Thì bác cho ngay cái con này vào các bác vặn này. Đấy, nó gồm rất nhiều những cái mẫu kiểu là khuôn khác nhau để nó khớp với lại cái chậu, những cái con ốc ở ví dụ như là chậu rửa bát, bồn rửa mặt các thứ, là những cái chỗ ở gầm các bác khó tiếp cận thì các bác dùng cho em con này. Đây nó có cả cái ly vô này, đấy, ly vô đánh thăng bằng này. Ok luôn. Về các bác dùng do này rất hay. Đấy, cà lê vận ống nhá. Lên mã em sẽ cái cà lê vận ống, bên em đang gửi bác một cái bộ cà lê vận ống nha, với giá sẽ là đi 100.000 một cái nhá, 100k một cái cây cà lê vận ống nha. Đấy, một bộ của nó là 100k. Đấy, hàng bãi dùng cực kỳ xịn luôn, 100k nhá, 100k. Lên mã em sẽ cái cây cà lê vận ống nhá, 100k cây cà lê vận ống màu đỏ đỏ đấy. Các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này, dùng rất hay luôn. Con rửa nhà bạn đang bị đây. Hỏng mà đồ nghề trong nhà lại chẳng có cái lò vừa, thì có lẽ đây là một dụng cụ bạn đang cần, một chiếc cà lê đa năng vặn dây nước. Nó được sinh ra để vặn các con ốc khó tiếp cận như dưới bồn rửa, các con ốc trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà không lo bị xoắn đứt dây. Các hàng đó là cái lọ tinh dầu khách sạn này, lên mã em sẽ cái lọ tinh dầu khách sạn nhá. Hàng này của khách sạn Thanh Lý nhá, Hotel Seri này. Đấy, rất thơm luôn, cực kỳ thơm nhá. Về thì các bác mình để trong phòng trong nhà đấy, tạo mùi thơm hương thơm cũng như là decor nhìn rất là đẹp luôn. Đây, hàng nguyên hộp nha. Đấy, thì sẽ gồm có là một cái lọ tinh dầu này. Đấy, đi kèm là những cái que, những cái que để các bác trang trí decor lên nhìn rất là đẹp. Đây nha, đây những cái que này và một lọ tinh dầu rất là nhiều luôn đó, màu đen luôn nhá, màu đen. Đây, Hotel Seri này. Cái này thì chắc là nhiều bác đi khách sạn nhà hàng các bác hay nhìn thấy cái lọ nước hoa nhà rất là thơm luôn. Đấy, và một cái dây đeo để thì về các bác đeo cái dây này vào này, sau đó các bác cắm những cái que này vào và những cái que này nó ngấm dần tinh dầu lên thì nó sẽ tự động nó bay lên nhá, nó bay mùi tinh dầu lên rất là thơm đó. À, đây thì khi mà các bác cắm vào nhìn nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ có những cái que nó chồng lên nhìn nó vừa đẹp quá nhá, vừa đẹp cũng như là trang trí mà tạo được mùi thơm. Đấy, mùi thơm nó bay ra từ từ thăng thoảng rất là thơm luôn, mùi thơm thăng thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra mùi thơm thoải mái nhá. Giá bên em đang bán bình dân thôi, 20k nhá, 20k cho mỗi hộp tinh dầu khách sạn nha. Đấy, tinh dầu khách sạn lên mã cho em giúp em sẽ là sản phẩm là tinh dầu đen cũng được. Đấy, tinh dầu đen hoặc tinh dầu khách sạn được. Tinh dầu khách sạn này đang gửi bác là 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu khách sạn nhá, 20k một lọ. Đấy, tinh dầu khách sạn hoặc là tinh dầu đen, hàng Thanh Lý khách sạn nhá, Hotel Seri, hàng mới keng vẫn còn nguyên đai nguyên quyển nguyên hộp luôn. Đấy, rất ok nhá, mùi rất là thơm. Đấy, mình về mình để thơm phòng thơm nhà, các bác cần chỗ nào thơm thì các bác để cái lọ này vào xem, rất là thơm luôn đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái quyển sách nói song ngữ cho trẻ em này. Đấy, các bác mua cái quyển sách này về rất là hay. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho trẻ em nhá, một cái quyển cực kỳ là thông minh và rất là hữu ích luôn, các bác mua về cho cháu mình học tập này. Đấy, cái này thì bảng nhận phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Đấy, minh họa sinh động này, hứng thú này. Đấy, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhá, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. Muốn học ở đâu thì bấm vô đó. Đấy, bảng nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng của thực phẩm này, nhận biết màu sắc và hình học này, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm nút ở mỗi trang có thể thưởng thức nội dung của bất kỳ trang đó với chủ đề phong phú bằng chữ cái và hình dạng màu sắc thế giới động vật, hoa củ quả, phương tiện giao thông, nhu yếu phẩm, nhân vật, tất cả đều có chủ đề song ngữ. Đấy, cả tiếng Anh và cả tiếng Việt nhá, rất ok giúp bé học ngoại ngữ một cách tốt nhất này. Đấy, qua việc bấm chọn nút ngôn ngữ có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung. Đó, cái này thì nói chung là một cái quyển sách vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh thôi nhá, và gồm rất nhiều nội dung xoay quanh đời sống, cuộc sống của chúng ta nhá. Đấy, dành cho các bé như mình. Đấy, sản phẩm thì đây. Về đây các bác sử dụng thì các bác mở cái phần nắp này ra này. Đấy, các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em bán nó không có kèm pin đâu. Về thì các bác tự mua pin các bác lắp vô. Đấy, thì khi mà các bác mua về thì các bác lắp cho em 3 viên pin vô đây. Đấy, lắp 3 pin vô đây. Sau đó là các bác mở sách ra, có nhá, mở sách ra. Đấy, thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung khác nhau này. Đấy, từ phiên âm tiếng Việt này, rồi là có phiên âm tiếng Anh các thứ này. Đầy đủ bác luôn. Đấy, nhu yếu phẩm này, rồi là trái cây này. Đấy, nhân vật này,
toàn bộ là đều được minh họa bằng hình ảnh cũng như là âm thanh, rất là chân thực nhau nhá, rất là chân thực luôn. Đấy, để các bé nhà mình sử dụng để học tập này. Đấy, rồi là tránh xa điện thoại, tivi thứ ra. Đấy, con cháu mình tập trung học tập nhá. Đấy, đi về các bác sử dụng thì cũng bấm cái nút nguồn này. Đấy, bấm nút nguồn. Đấy. Đấy thì về đầu tiên bắt đầu là các bác nhìn ấy, nó sẽ có hai nút nguồn nhá. Cú nút nguồn màu xanh thì sẽ là cái nút nguồn để mở nguồn sách này, các bấm nút nguồn màu xanh là đầu tiên khi mà các bác mở sách ra thì sẽ bấm cho em vào cái nút nguồn màu xanh. Bà ơi, chào bé, hãy thử nhấn nút nhé. Đấy, thì nó sẽ có một cái loa phát âm thanh. Và tiếp theo thì là một cái nút nguồn bên cạnh, đó là cái nút của từng trang một nhá. Đấy, ví dụ như là các bác muốn sử dụng cái trang này thì các bác bấm vào đây cho em. Đấy, thì bắt đầu là các bác sẽ sử dụng được cái trang này nhá. Ví dụ như E này. E, quả me. Đó, rồi. Y, con chim. Đó, thấy không? Nó sẽ có... Các bác bấm vào cái nội dung nào thì nó sẽ nói lên cái nội dung đấy nhá. Cũng như là có hình ảnh minh họa thực tế đầy đủ luôn. Đấy, và ví dụ sang trang tiếp theo nhá. Thì các bác muốn sử dụng cái trang tiếp theo thì các bác ấn vào cái nút màu cam cho em này. Đấy, thì bắt đầu là các bác mới sử dụng được trang tiếp theo. Còn ví dụ như là các bác muốn sang một trang tiếp theo nữa. Quạt điện. Sang một trang tiếp theo nữa thì các bác phải bấm nút màu cam này. Đó. Đấy, tức là các bác cứ sang một trang mà các bác muốn chuyển nội dung mà sang một trang mới thì các bác phải bấm nút màu cam cho em. Đấy, còn mặc định cái nút màu xanh thì nút nguồn của cái quyển sách rồi thì các bác bấm một lần cho em là ok. Đấy, và nó sẽ gồm có đầy đủ. Khi mà các bác bấm một nội dung nào thì nó sẽ tự động là ra nội dung đấy các bác nhá. Lion. Đấy, cái này em chưa bật cái trang này thì bây giờ các bác phải bật lên. Đây. Họa sĩ. Đó. Giáo viên. Đó, đây. Nhà khoa học. Bác sĩ. Đó, thấy không? Rất ok nhá, đầy đủ luôn. Để về các cháu nhà mình học tập thì cứ về các bác sử dụng một vài lần là các bác quen thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ, lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói nhá. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho các bé này mình. Giá thì em báo giá luôn, giá tại em đang bán sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, sách nói song ngữ nhá, 110k cho một cái quyển sách nói song ngữ này, chỉ có 110.000. Đấy, đi về các bác mua cho em 3 viên pin ấy, các bác lắp vào mặt đằng sau. Đấy, sau đó các bác dở ra và các bác bấm nút đúng như em hướng dẫn em vừa quay nhá. Đấy là các bác cho các cháu nhà mình học. Đấy, rất ok luôn. Đấy, đầy đủ hình màu sắc này, hình ảnh này. Đấy, rồi là âm thanh rất là chân thực luôn, để về các cháu nhà mình học tập sử dụng rất là sáng tạo nhá. Đấy, tiếp thu kiến thức một cách rất là tốt, tránh xa điện thoại, tivi. Nói chung là một cái sản phẩm rất là bổ ích cho các bé nhà mình nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn các bác. Mã hàng đó là cái con máy xay mini này. Đấy, máy xay rớt các bác mua về. Đấy, chuẩn bị mình Tết nhất này đến nơi rồi. Đấy, các bác mua con này về rất là hay luôn. Các bác dùng để xay tỏi, xay ớt, xay hành. Đấy, xay gia vị, gia giảm cho mình. Xay rau củ quả ok luôn nhá. Con này cực kỳ sắc bén và xay rất là hay. Cái sản phẩm này là cái con máy xay nó chạy bằng pin ạ. Đấy, nó không cần dây dợ gì lằng nhằng. Đấy, và các bác khi mà hết pin thì các bác phải cắm sạc hoặc là các bác xài thôi. Đấy, cái hay của sản phẩm này nó không cần dây dợ gì lằng nhằng ạ. Đó, rất là hay luôn. Đây, một con sản phẩm này nguyên hộp này, mới keng luôn nhá. Nó sẽ gồm có là một cái phần củ xay này. Đấy, đây là cái nút nguồn nhá. Bấm vào đây là máy chạy này, máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, và bên dưới thì là một cái phần nắp đậy này. Rồi là lưỡi dao nhá. Lưỡi của nó sẽ là ba lưỡi nhá, nên là xay rất là đều và cực kỳ nhuyễn. Lưỡi thì bao sắc bao sáng luôn. Các bác mua về xay rau củ quả này, xay hành tỏi rồi các thứ rất là nhuyễn. Đấy, mình ví dụ như mình làm tí nem nước, mình pha tí nước chấm, đấy, cho tí hành, tí tỏi, tí ớt vào đây, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, và cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn tích ở trong này rồi nhá. Đấy, thì các bác về là chỉ việc dùng thôi. Còn khi mà hết pin thì đây đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc, các bác cắm vô đây. Đấy, cắm vô cái phần chân cắm của nó này. Đấy, cắm vào đây, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, hoặc là có cái nguồn 5V 2A mà chân USB là các bác cắm vô là các bác có thể sạc được cho cái máy này rồi. Đấy, sạc một lần nhưng mà được dùng được rất là nhiều lần nhá, rất là hay luôn. Đó. Thì em báo giá luôn. Hôm nay em lên mã sẽ xả kho cái mã sản phẩm luôn nhá. Đấy, bữa trước thì em đang bán cái con máy xay mini, máy xay tỏi ớt nha. Với giá thì sẽ là 100k, hôm nay em giảm luôn bác, giá thì còn có 70k thôi. Lên mã em sẽ có con máy xay mini. Đấy, máy xay mini xay tỏi ớt nhá. Đấy, giá bữa trước đang bán là 100k, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 70.000 thôi, 70k. Đấy, vào việc chốt nhanh luôn, rất là hay. Đây, cho bác coi cái video thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn, xay rất nhuyễn đây. Các bác cùng coi sản phẩm này. Con tỏ bằng tay à? Xài cái máy này nè. Ok, bây giờ thử xay tỏ với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay rất nhuyễn nha. Xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay cà rốt nha, xay luôn cà rốt miếng rất to. Nhìn
xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, xay hành, xay tỏi, xay ớt, xay cà rốt rất là cứng đấy, nó vẫn có thể xay được ngon lành luôn nhé các bạn nhá. Là một con máy rất là hay. Đấy, giá thì bình dân nó chỉ có 70.000 thôi. Mình mua về mình dùng rất là tiện. Đấy, đôi lúc các bác không cần phải lôi thớt lôi thiếc ra băm chặt giờ cho nó mất công. Tháo đây cái mình xay rất là nhuyễn. Đấy, ra là mình sử dụng mình xài luôn. 70k nhá, đang xả kho bán nhanh luôn. Máy xay mini các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, túi giấy lau giày dành cho các bác chuyên đi lau giày hoặc các bác đi chơi đi du lịch, mình để một cái túi này trong túi sách các thứ ba lô này. Đấy, ví dụ như giày có bẩn cái là mình lôi ra mình xài luôn. Đấy, con này thì các bác chỉ việc bóc vào đây rồi. Đấy, bóc vào cái lớp này ra, sau đó các bác rút ra, các bác sử dụng, các bác lau luôn, rất là sạch luôn. Đây, đấy, lau rất sạch. Đấy, các bác bóc vào ra thì bên trong thì nó sẽ có một cái này là có 30 tờ này. Đấy, 30 tờ khá là to luôn. Đấy, các bác chỉ việc lấy ra sau đó là các bác lau thôi. Đấy, mùi rất là thơm nhá, mùi cực kỳ thơm luôn, và bên trong này thì nó đã tẩm những cái chất gọi là vừa làm bóng này cũng như là vừa tẩy sạch tẩy rửa này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vừa làm bóng vừa tẩy sạch tẩy rửa hết rồi, các bác chỉ việc dùng cái giấy này các bác lau qua lượt cho em cái rất là sạch luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái phẩm là cái túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày. Đấy, bên em đang bán lẻ một bịch khăn lau giày nhá, với giá là đi 20k bịch nhá, 20k bịch. Còn nếu mà khi mà các bác lấy theo combo 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, khi mà các bác lấy 3 bịch thì bên em sẽ để bác giá sẽ là đi 3 bịch khăn lau giày này với giá sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch khăn lau giày. Đấy, 3 bịch khăn lau giày thì sẽ có giá là 50k các nhá. Còn nếu các bác lấy lẻ một bịch, đấy, một bịch thì sẽ có giá là 20k, rất là sạch luôn, lau cực kỳ ok. Đấy, cho các loại giày sneaker, đúng là giày vải, giày da thứ lau hết luôn. Và rất là tiện. Mình mang đi mang lại cũng ok. Đấy, nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng nhá, 20k một gói thôi, giá rẻ giật mình luôn, lấy 3 gói là 50.000. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, túi khăn lau giày nhá, lau cực kỳ sạch luôn, dễ dàng vệ sinh, rất tiện dụng luôn. Đấy, làm được với mọi loại vết bẩn nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, phù hợp với mọi loại da. Đấy, sản phẩm này thì thực tế thì em đang bán đây 20k một túi nhá. Các bác lấy 3 túi thì sẽ là 50.000. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày. Sau đây, bút lấy dấu bằng đồng này. Đấy, cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhá. Đấy, mỗi lần view các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, thì các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tắt luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này là nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính được luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Nó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu. Đó, em báo giá luôn. Bữa trước cây này thì bên em đang bán là 50.000. Nên em về các bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá. 30k một cây thôi. Lên mã em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá. 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test cho bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu cho bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh chưa? Đấy, là kiếm cái tạch cá được. Đấy, đây em đang vừa lấy ba cái dấu, nhìn ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một cái vị trí nào đó thật là chính xác thì các bác ấn cho em một cái. Đấy, là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đấy. Đấy, thấy không? Nó kêu cái tạch tạch cái đấy, có nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5-6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá. 30.000 một cây. Tiếp theo thì đây lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô bóng đèn 3W nhá. Lên mã em sẽ cái lô bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W này. Đấy, rất là xịn sò, ok luôn. Đây, bóng đèn 3W nha. LED 3W này. Bên em thì hiện tại đang có hai màu là màu trắng và màu vàng. Thì các bác lấy màu nào thì báo cho em nhé. Màu trắng và màu vàng. Đấy. Dòng này thì nó sử dụng điện 220. Công suất của nó thì nó chỉ có 3W, rất là nhỏ gọn. Các bác có thể lắp ở cầu thang này, nhà vệ sinh này, đường đi lối lại này. Ví dụ những cái nơi nào mà các bác không cần quá nó sáng. Đấy, gọi là ánh sáng vừa vừa thôi. Nó đủ dùng thôi. Mà thứ hai là dùng cái này là nó
an toàn, mà thứ hai nó tiết kiệm điện nhá. Đấy, căn bản nó tiết kiệm điện, mình có thể là thắp qua đêm cũng thoải mái luôn vì nó có 3W thôi. Đấy, các bác thắp nó rất là tiết kiệm điện luôn. Mà 3W thôi nhưng mà khá là sáng nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà khá là sáng đấy. Các bác thắp ở cầu thang, đường đi lối lại các thứ rất ok luôn. Đấy. À, báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái bóng đèn 3W nhá. Bóng 3W này, bóng 3W bên em đang gửi bác là 10.000 một quả này, 10k một quả nhá. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu trắng và màu vàng. Các bác lấy màu nào được báo như em nhá. Đấy, màu trắng màu vàng bằng giá nhau luôn là 3 là 10.000 một quả nhá. Lên mã giúp em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W 10.000 một quả nhá. Đấy, đây, công suất 3W, đấy, sử dụng điện 220. Đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá.